Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 4. Vừa rồi lúc Tề Đẳng Nhàn bắt Khang Học Quyền khiến Khang Hướng Vinh ném chuột sợ vỡ bình, nhưng hiện tại hắn đã buông người ra rồi, Khang Hướng Vinh không còn gì để kiêng kỵ nữa. Vào lúc đang chuẩn bị ra tay thì Khang Hướng Vinh bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hơi thở vô cùng khiếp người từ bên ngoài tới. Ngọc Ngọc Ngọc, Ngọc Tướng Quân, mọi người Kiều gia thấy rõ người tới thì kinh ngạc đến ngây người, nói chuyện cũng nói lắp. Người từ bên ngoài đi vào đúng là Ngọc Tiểu Long, một thân quân trang màu đen, không đội mũ, tóc dài buộc gọn lên thành đuổi ngựa, hai bên vai trái phải phân biệt khảm hai viên sao ánh vàng rực rỡ. Ngọc Tiểu Long, sau khi Khang Học Quyền thấy cô cũng hung hăng ngẩn ra, kinh ngạc nói. Tề Đẳng Nhàn rõ ràng đã bị Ngọc Tiểu Long đá rồi, nhưng vì sao Ngọc Tiểu Long lại xuất hiện ở đâu? Sắc mặt của Ngọc Tiểu Long bình tĩnh, nhàn nhạt nói mọi người quỳ gì vậy? Hiện tại cũng không phải xã hội phong kiến, đều đứng dậy nói chuyện đi. Mọi người Kiều gia hai mặt nhìn nhau không dám đứng dậy, có chút kiêng kỵ thái độ của Khang gia. Không nghe thấy lời tôi nói sao? Ngọc Tiểu Long hỏi, ngữ khí có chứa bất mãn. Mọi người Kiều gia lúc này mới chết lặng đứng dậy, có người thậm chí cúi xuống xoa xoa đầu gối có chút đau đớn của mình. Tề Đẳng Nhàn bĩu nhẹ môi, không nghĩ tới ả đàn bà Ngọc Tiểu Long này lại tới đây trộn lẫn chuyện của hắn, có chút phiền chán lùi về sau hai bước. Kiều Thu Mộng nhìn ở trong mắt, hung hăng nhíu mày, trong lòng có chút phẫn nộ, người này 8 ngày lại chọc ra một họa lớn, hiện tại kinh động tới cả Ngọc Tướng Quân thì hắn mới biết được sợ hãi. Phế vật dám làm không dám nhận. Ngọc Tiểu Long đầy mặt lãnh đạm quét qua một vòng rồi không nói gì nữa. Mọi người Kiều gia lo sợ bất an, không biết Ngọc Tiểu Long tới đây làm gì, chỉ là hình như không có ác ý. Việc ngày hôm nay dừng ở đây. Sau một lúc lâu, Ngọc Tiểu Long mở miệng nói chuyện. Cô xuất hiện khiến cô trong nháy mắt giống như biến thành trung tâm của thế giới, ánh mắt của mọi người đều nhìn cô, chờ cô nói chuyện. Khang Học Quyền nghe thấy lời này của Ngọc Tiểu Long thì hô hấp tạm dừng một chút, sau đó tức giận nói Ngọc Tướng Quân, cô xem bộ dạng hiện tại của tôi xem, cô để mọi chuyện dừng ở đây. Khang Hướng Vinh cũng nói Ngọc Tướng Quân, như vậy không hợp quy củ. Ngọc Tiểu Long lạnh nhạt nói sự tình tôi đều đã hỏi thăm rõ ràng, Khang Học Quyền anh có ý đồ xấu đối với Kiều Thu Mộc, lúc này mới dẫn ra nhiều chuyện tiếp theo như vậy. Chuyện này là do anh làm sai trước, không cần thiết phải bay ra bộ dáng mình ăn mệt mình có lý, tôi không nghe đâu. Khang Học Quyền cười lạnh nói họ Tề làm nhục tôi, cô để tôi thôi là thôi. Cô để thể diện của Khang gia tôi ở nơi nào? Tề Đẳng Nhàn đã lùi chân đến góc phòng, hiển nhiên là không nghĩ sẽ có thêm bất cứ giao thoa gì với Ngọc Tiểu Long. Chỉ là bộ dạng này ở trong mắt người ngoài lại giống như hắn đang sợ hãi. Ngọc Tướng Quân làm việc như vậy có chút không nói đạo lý. Khang Hướng Vinh cũng nói. Ngọc Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như điện nhìn về phía Khang Hướng Vinh hỏi nếu không ông tới dạy tôi làm việc như nào cho đúng đi. Khang Hướng Vinh hung thần ác sát đối mặt với nữ chiến thần của Hoa Quốc cũng không dám lỗ mãng, kêu một tiếng không dám đáp lời. Là anh có sai trước nên bị đánh cũng đáng. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì thanh danh của Khang gia cũng không dễ nghe. Hơn nữa nếu tôi đã nói dừng ở đây thì có ai dám không nghe? Không nghe thì có thể thử xem. Ngọc Tiểu Long nói chuyện có nhịp điệu, thanh âm quanh quẩn ở mọi ngóc ngách trong nhà. Thanh âm của cô nghe có vẻ bình tĩnh nhưng lại bá đạo không thể phản bác, cũng khiến người ta không thể sinh ra tâm tư đối kháng cùng cô. Cô là một người có thể lấy thân phận phụ nữ ép cho đám đàn ông trên thế giới không dám ngẩng đầu nhìn. Khang Học Quyền hung hăng cắn chặt răng, Ngọc Tiểu Long nháo việc thành như vậy, hơn nữa nói đến mức bá đạo như vậy, nếu anh ta vẫn không chịu bỏ qua, đến lúc đó khẳng định là chính mình chịu thiệt. Hơn nữa sự tình nháo đến mức này cũng là do anh ta lòng mang ý xấu với Kiều Thu Mộc, đến lúc đó Ngọc Tiểu Long truyền việc này ra ngoài thì thể diện của toàn bộ Khang gia cũng khó coi. Tính phải tính trái đều bị thiệt. Được được được, hôm nay tôi cho Ngọc Tướng Quân cô mặt mũi. Cô muốn tôi buông tha tên phế vật này cùng với Kiều gia tôi không có ý kiến. Nhưng nếu lần sau tên phế vật này lại tới trêu chọc tôi thì dù là thiên vương gia tới cũng đừng trách tôi không cho mặt mũi. Thể diện của Khang gia chúng tôi không phải ai cũng có thể ném. Khang Học Quyền chỉ có thể thả ra lời nói tàn nhẫn, trong lòng sinh ra ý thoái lui. Trong lòng mọi người đều âm thầm kinh ngạc, Ngọc Tiểu Long này rốt cuộc có quan hệ gì với Tề Đẳng Nhàn. Vậy mà cô tự mình tới đây giúp hắn giải quyết nguy cơ. Khang Học Quyền vung tay lên dẫn theo người của mình rời khỏi Kiều gia. Khang thiếu, có phải việc Ngọc Tiểu Long đá Tề Đẳng Nhàn chỉ là tin vịt thôi hay không? Một tên nịnh hót nhịn không được hỏi. Tên phế vật Tề Đẳng Nhàn này đều đã tới Kiều gia ở rể rồi thì sao có thể là tin đồn nhảm được? Hơn phân nửa là Ngọc Tiểu Long đơn phương xé bỏ hôn ước nên thẹn trong lòng,
lúc này tới giúp hắn một lần mà thôi. Khang Học Quyền cắn răng nói. Khang Hướng Vinh ở một bên gật gật đầu, cảm thấy hẳn là đạo lý này. Chuyện này cứ tính như vậy thôi sao? Một tên nịnh hót khác cảm thấy rất không cam lòng, trầm giọng hỏi. Mặt Khang Học Quyền dữ tợn, lắc đầu nói thôi. Sao có thể thôi như vậy được, hắn đánh tôi thảm như vậy, nếu không chơi chết hắn, về sau sao tôi còn mặt mũi gặp người được. Nhưng mặt mũi của Ngọc Tướng Quân không thể không cho được. Có người nhỏ giọng nói. Khang Học Quyền hừ lạnh một tiếng nói với Khang Hướng Vinh phó quản gia, tìm một cơ hội phế hắn đi. Khang Hướng Vinh gật gật đầu đồng ý. Đám người Khang Học Quyền vừa đi, mọi người Kiều gia tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ Ngọc Tướng Quân chủ trì công đạo giúp chúng tôi. Kiều Quốc Đào trực tiếp chắp tay thi lễ đối với Ngọc Tiểu Long, nếu không nhờ có Ngọc Tiểu Long thì Kiều gia lần này thật sự xong đời rồi. Ngọc Tiểu Long trầm mặc gật đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, bình tĩnh nói chuyện này tới đây thôi, sau này không ai nợ ai, hy vọng anh và tôi không còn liên quan gì nữa. Tề Đẳng Nhàn khó chịu đầy mặt, cảm thấy Ngọc Tiểu Long chính là một cây gậy thọc cứt, nếu không phải cô tới gãi đúng chỗ ngứa thì hôm nay ra sao cũng phải chơi chết hai người Khang Học Quyền và Khang Hướng Vinh ở chỗ này. Mọi người nghe thấy lời này thì cả kinh, sôi nổi nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn. Đẳng Nhàn từng là thiếu gia Tề gia, từng có một đoạn quan hệ với Ngọc Tướng Quân. Kiều Quốc Đào ho khan một tiếng giải thích. Mọi người nghe xong hiểu rõ, trong lòng ngược lại càng thêm khinh thường. Hiện tại Tề Đẳng Nhàn đã không phải là thiếu gia Tề gia, hơn nữa dùng hết nhân tình với Ngọc Tiểu Long rồi, về sau còn dám cản rỡ như vậy hay không? Kiều Quốc Đào còn muốn mời Ngọc Tiểu Long ở lại ăn cơm nhưng Ngọc Tiểu Long lắc lắc đầu, lập tức rời khỏi. Hóa ra là như vậy, Kiều Thu Mộng xuất thần nhìn bóng dáng của Ngọc Tiểu Long, sau đó dùng sức nắm chặt nắm tay chung quy cũng sẽ có một ngày tôi trở thành người như vậy, người đàn ông cô khinh thường vì cái gì tôi phải nhặt lại. Nguy cơ qua đi thì nội đấu lại tới, mọi người Kiều gia đều ồn ào muốn Kiều Quốc Đào trục xuất Tề Đẳng Nhàn khỏi gia môn. Kiều Quốc Đào lại nghiêm túc nói chuyện này nháo đến mức lớn như vậy xét đến cùng là do Khang Học Quyền sai trước, hơn nữa Ngọc Tướng Quân cũng đã giúp chúng ta đối mặt rồi. Đẳng Nhàn ra tay với Khang Học Quyền hoàn toàn là vì an nguy của Thu Mộng, tôi cảm thấy rất hợp tình hợp lý, chuyện này tôi không đồng ý. Bàng Tú Vân ở một bên nói lão Kiều, ông quá cố chấp rồi. Thu Mộng, con có quyền lên tiếng nhất, con tới nói thử xem. Con cảm thấy ba nói rất đúng, chúng ta không thể lấy oán trả ơn. Sắc mặt Kiều Thu Mộng lãnh đạm nói. Bàng Tú Vân nghe thấy Kiều Thu Mộng nói vậy thì trợn tròn mắt, không nghĩ tới khuê nữ vậy mà lại phản đối ly hôn với Tề Đẳng Nhàn. Mọi người không hề nghĩ tới tâm tư của Kiều Thu Mộng đều là cô ta muốn trở thành người phụ nữ ưu tú như Ngọc Tiểu Long vậy, khiến Tề Đẳng Nhàn tự biết xấu hổ rời đi. Kiều Thanh Vũ lãnh chào nói phế vật này của nhà cô quá biết gây chuyện rồi, lần này hắn chọc phải người của Khang gia, tiêu hết nhân tình của Ngọc Tướng Quân rồi, vậy nếu có lần sau thì sao? Kiều Quốc Đống cũng nói không tồi, tôi cảm thấy một nhà các người cần phải thận trọng suy xét. Nhưng tôi không muốn vì hắn mà Kiều gia lại bị liên lụy thêm mấy chuyện như này. Nhóm thân thích cũng nôi sổi mở miệng nói chuyện chỉ trích Tề Đẳng Nhàn quá biết gây chuyện, phải nhanh chóng phân rõ giới hạn một chút. Đẳng Nhàn, lần sau đừng xúc động như vậy, đừng nghĩ dùng thủ đoạn kịch liệt như vậy tới giải quyết vấn đề. Lần này là vận khí tốt có Ngọc Tướng Quân xuất đầu lộ diện, lần sau không nhất định sẽ gặp chuyện tốt như vậy. Kiều Quốc Đào thấm thía nói với Tề Đẳng Nhàn. Cháu đã biết, cảm ơn chú Kiều dạy bảo. Tề Đẳng Nhàn sẽ không biện giải cái gì với Kiều Quốc Đào, nhàn nhạt cười đồng ý. Kiều Quốc Đào lại hỏi công việc của cháu như thế nào rồi. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, nói có, hiện tại cháu làm việc ở tập đoàn Hướng Thị. Tập đoàn Hướng Thị, mọi người ở Kiều gia ngẩn ra, tập đoàn Hướng Thị chính là xí nghiệp đứng đầu Trung Hải, vậy mà Tề Đẳng Nhàn tìm được công việc ở tập đoàn Hướng Thị. Cậu làm cái gì, không phải là nhân viên vệ sinh quét dọn WC chứ? Bàng Tú Vân khinh thường đầy mặt hỏi hay là nói chính là làm bảo an? Cũng vừa lúc phù hợp với thân phận cảnh ngục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiều Thu Mộng lắc lắc đầu Tề Đẳng Nhàn, anh không cần phải không biết tốt xấu như vậy, anh hai bàn tay trắng, ba tôi dìu dắt anh cũng thành thành thật thật nghe ông ấy an bài đi. Anh cảm thấy bản thân ở tập đoàn Hướng Thị làm một bảo an không có tiền đồ có mặt mũi hơn so với tới làm việc ở tập đoàn Kiều Thị sao? Ở tập đoàn Kiều Thị tuy rằng chỉ làm nghiệp vụ từ dưới chót đi lên nhưng có không gian cho anh phát triển, sau khi anh tích lũy đủ kinh nghiệm cũng không phải không thể tiến vào trung tầng. Anh cứ ương ngạnh cương quyết như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Tuy rằng Kiều Thu Mộng không thích Tề Đẳng Nhàn nhưng Tề Đẳng Nhàn tốt xấu gì cũng xuất đầu lộ diện giúp cô ta hai lần, nói chuyện cũng không còn khắc nghiệt như trước nữa.
Ai nói tôi ở tập đoàn Hướng Thị làm nhân viên quét dọn vệ sinh và bảo an? Tôi là phó trưởng phòng, Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói. Kiều Quốc Đống lúc này lại cười lạnh nói, Quốc Đào, chú thấy đấy, đây là con rể tốt của chú đấy, ngoại trừ gây chuyện và khoác lác ra thì còn làm được cái gì? Kiều Thanh Vũ cũng khinh thường nói, chú thật đúng là biết cách tìm con rể nha. Trương thiếu tốt như vậy không cần, lại đi cần cái tên cảnh ngục nhỏ phế vật này. Vừa rồi cháu vẫn thấy rõ được, lúc Ngọc Tiểu Long tướng quân xuất hiện hắn còn lui từng bước về sau đâu. Loại người không có tâm đảm đương không có trách nhiệm như vậy, lại chỉ lo gây chuyện và khoác lác thì giữ lại làm gì. Bàng Tú Vân và Kiều Thu Mộng hai người đều cảm thấy không biết nên giấu mặt vào đâu. Ha ha ha, một cảnh ngục nhỏ mà thôi, còn đảm nhiệm chức vị phó trưởng phòng ở tập đoàn Hướng Thị. Thật là khôi hài. Người có thể nhận chức nhân viên ở tập đoàn Hướng Thị ít nhiều đều có bằng cấp khoa chính quy, muốn đảm nhiệm tầng quản lý vậy thì càng yêu cầu bằng cấp 985, 211, hoặc là có thành tựu và năng lực nhất định ở thương giới. Anh nhìn bộ dáng nghèo kiết hủ lậu của anh xem, có tư cách gì để tập đoàn Hướng Thị mời anh làm phó trưởng phòng? Không tồi, phó trưởng phòng tập đoàn Hướng Thị lương một năm ít nhất cũng là 50 vạn trở lên. Anh cảm thấy do mặt anh đẹp đáng giá để Hướng Tổng mỗi năm bỏ ra 50 vạn để nuôi một bình hoa như anh. Nếu anh có thể làm phó trưởng phòng của tập đoàn Hướng Thị thì tôi còn có thể lên chức nhà giàu số một cả nước đấy. Nhóm thân thích cũng đều sôi nổi chế nhạo và chào phúng, Tề Đẳng Nhàn đã sớm không còn là đại thiếu gia Tề gia, ở trước mặt bọn họ cái gì cũng không phải. Kiều Thu Mộng đen mặt nói, Tề Đẳng Nhàn, anh đã quên lúc trước ba tôi nói như nào với anh rồi sao? Đàn ông, có thể không có bản lĩnh nhưng nhất định phải có tâm đảm đương và trách nhiệm. Đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Anh gọi cái này là làm đến nơi đến chốn. Anh luôn miệng nói tôn trọng ba tôi, nhưng anh tôn trọng như vậy sao? Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ đầy mặt, buông tay nói, đây do Hướng Đông Tinh chính miệng đề bạt, nếu mọi người có nghi vấn thì có thể đi hỏi cô ta mà. Nha, xem ra tốn không ít công phu đâu, còn biết cả tên của Hướng Tổng nữa cơ. Mặt mũi của anh cũng lớn thật, Hướng Tổng tự mình tiếp đãi một cảnh ngục nhỏ như anh, hơn nữa còn đề bạt anh, ghê gớm thật. Kiều Thanh Vũ âm dương quái khí nói. Tề Đẳng Nhàn bình đạm nói, có vấn đề. Kiều Thanh Vũ cười lạnh, nếu anh có thể lấy ra chứng cứ anh là phó trưởng phòng của tập đoàn Hướng Thị thì tôi lập tức quỳ xuống gọi anh là ba. Đinh linh linh, di động của Tề Đẳng Nhàn lại vang lên đúng lúc này. Tề Đẳng Nhàn cầm lấy di động tiếp điện thoại, Hướng Tổng, có việc gì sao? Hướng Đông Tinh trầm ngâm một lát, nói, anh có rảnh không thì tới công ty một chuyến, tôi có chút tư liệu muốn gửi cho anh. Ồ, Tề Đẳng Nhàn đáp. Kiều Thanh Vũ trực tiếp ha ha cười to, thật đúng là biết cách làm bộ làm tịch, anh không cho rằng chúng tôi sẽ thật sự tin tưởng chứ. Quá buồn cười rồi, thật đúng là nực cười, đại nhân vật như Hướng Tổng sẽ gọi điện thoại cho một cảnh ngục nhỏ như hắn sao? Phỏng chừng hắn vẫn chưa đi ra khỏi từ bóng ma năm đó, còn nghĩ rằng chính mình là đại thiếu gia Tề gia sao? Nực cười. Nếu Hướng Tổng thật sự gọi điện thoại cho hắn, vậy ngày mai thủ trưởng đế đô nhất định sẽ gọi điện thoại cho tôi nha, ha ha ha. Hướng Đông Tinh nhíu mày, hỏi anh làm gì ở bên đó thế, sao lại ồn như vậy? Không có gì, chỉ là chó sủa bậy mà thôi. Tề Đẳng Nhàn vừa chậm rãi nói vừa rời khỏi Kiều gia. Những thân thích này đó của Kiều gia bị những lời này Tề Đẳng Nhàn làm tức giận đến mức xanh mặt, trong phòng rất nhanh lại ồn ào trở lại. Quốc Đào, ông nhìn đứa con rể này của ông xem có thái độ gì vậy? Bị chúng ta vạch trần còn mắng ngược lại. Cái loại rác rưởi không biết lựa lời gì vậy? Người như vậy khẳng định sẽ còn rước thêm đại họa. Ông xem hắn nhân mô cẩu dạng như vậy là loại người có thể đảm nhiệm chức vụ phó trưởng phòng của tập đoàn Hướng Thị. Mau chóng để Thu Mộng ly hôn với hắn đi. Kiều Quốc Đào cũng bất đắc dĩ thở dài vẫy vẫy tay, có chút kiệt sức nói, mọi người đều trở về đi, sự tình hôm nay nháo đến khiến mọi người đều mệt mỏi. Cả nhà tan rã trong không vui, Tề Đẳng Nhàn bên kia lười biếng rời khỏi Kiều ra đi đến tập đoàn Hướng Thị, cầm một ít tư liệu trong tay Hướng Đông Tinh. Hắn tiện tay gọi một cuộc điện thoại tới ngục giam, cảnh ngục nịnh nọt đáp nhị đương ra. Nga, đưa điện thoại cho Cổ Tân Tư Cơ đi, Tề Đẳng Nhàn nghĩ nghĩ rồi nói. Cổ Tân Tư Cơ, một đầu sỏ ở Tuyết Quốc với khối tài sản hàng trăm tỷ là siêu siêu cấp đại lão. Ngỗng đầu to, nơi này của tôi có chút việc muốn tìm anh cố vấn một chút, nhân tiện mượn chút tài nguyên không thành vấn đề đi. Quay lại tôi cho người phát thêm cho anh một cây xì gà và hai bao mì gói. Tề Đẳng Nhàn bình đạm nói. Cổ Tân Tư Cơ ở Tuyết Quốc phiên dịch về chính là ngỗng lớn. Không thành vấn đề, thưa nhị đương gia, có chuyện gì cậu cứ nói là được, tôi nhất định sẽ hỗ trợ. Cổ Tân Tư Cơ ha hả cười.
Nhà tù U Đô tương đương với ô dù của anh ta, bên ngoài thời thời khắc khắc đều có người đang chờ lấy mạng anh ta, một khi đi ra ngoài thì sinh mệnh đều luôn luôn trong thời kỳ nguy hiểm. Nghe xong lời tường thuật của Tề Đẳng Nhàn, Cổ Tân Tư Cơ nói nhị đương gia, chuyện này đơn giản, tôi lập tức cho người đi tìm chuyên gia tài chính hàng đầu về, nhân tiện lấy ra từ tài sản của tôi 20 tỷ cũng không thành vấn đề. Tề Đẳng Nhàn vừa lòng nói không tồi, không tồi, lại cho anh thêm 30 phút thời gian hít thở không khí. Cảm ơn nhị đương giá, Cổ Tân Tư Cơ dỡ khóc dở cười nói. Bước chân của Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên dừng lại một chút, treo điện thoại rồi tự tiếu phi thiếu nhìn người trước mặt, hỏi, tới tìm chết sao? Người xuất hiện trước mặt hắn không phải ai xa lạ mà chính là Khang Hướng Vinh mà hắn từng gặp ở nhà họ Kiều. Khang Hướng Vinh mặt không chút biểu tình mà nhìn Tề Đẳng Nhàn, chậm rãi nói từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Tam Thiếu mất mặt như vậy, cũng là lần đầu tiên bị người đánh thảm đến thế. Tề Đẳng Nhàn hỏi cho nên, tôi muốn lấy mạng cậu. Khang Hướng Vinh bình tĩnh nói. Tề Đẳng Nhàn ồ lên một tiếng. Khang Hướng Vinh lại nói tiếp vốn chúng tôi không thể không nể mặt Ngọc Tiểu Long nhưng giờ cô ta không ở đây, hơn nữa cậu và cô ta cũng không còn quan hệ gì. Thế nên tôi nghĩ cái mạng này của cậu giữ không nổi rồi. Lão gì, Ngọc Tiểu Long đã cứu ông một mạng mà không biết điều, bây giờ lại đến gây phiền toái cho tôi hả? Tề Đẳng Nhàn không hề lo sợ, lắc đầu cảm thán. Ngọc Tiểu Long nữ chiến thần của Trung Quốc tự mình ra mặt để ngăn cản nhà họ Khang. Cho dù là Khang Học Quyền hay là Khang Hướng Vinh đều không thể không nghe. Tề Đẳng Nhàn thì đã sớm muốn làm thịt hai chủ tớ này, dứt khoát giải quyết mọi chuyện, nhưng không ngờ Ngọc Tiểu Long lại đột nhiên ra mặt ngăn cản. Nghĩ lại thì thấy cũng đúng nhưng có điều không ai ngờ là Khang Hướng Vinh thế mà lại lần nữa chủ động tìm tới cửa. Khang Hướng Vinh cười lạnh nói tôi đã thấy rất nhiều người trẻ tuổi cuồng vọng tự đai, cỏ trên mộ họ đã mọc cao 3 mét cả rồi, nhưng người cuồng vọng như cậu thì đúng là lần đầu tiên tôi gặp. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói nếu Ngọc Tiểu Long đã ra mặt thì ông nên thành thật bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của mình đừng đến khiêu khích tôi. Nếu không, sẽ chết. Tôi nói thật. Khang Hướng Vinh nghe vậy thì không nhịn được mà bật cười ha hả không thể không nói, cậu thực sự rất cuồng vọng. Tôi muốn nhìn xem, cậu có thể làm tôi chết thế nào. Vừa dứt lời, Khang Hướng Vinh hơi cúi người, hạ thấp trọng tâm cơ thể, hai chân một chân trước một chân sau, tạo thế đứng tam thể thức trong hình ý quyền, khí thế cả người đều thu lại. Ông luyện hình ý quyền không đúng nha, tam vị nhất thể, thiên địa nhân hợp nhất mà kém như vậy. Thật không biết, danh tiếng của ông hiện giờ là do ai thổi phồng giúp ông. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu. Lão phu tập luyện hình ý đã 40 năm, đến lượt thanh niên như cậu đánh giá sao? Khang Hướng Vinh nghe hắn nói vậy thì không khỏi tức giận, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Luyện quyền là xem thiên phú, không phải xem niên đại. Nếu không, chẳng phải là ai cũng có tư cách trở thành đại tông sư hay sao? Tề Đẳng Nhàn không thèm để ý mà nói. Khang Hướng Vinh híp mắt cắn răng nói tiểu tử, lão phu sẽ đánh nát từng đoạn xương của cậu, sau đó để cậu chìm trong đau khổ và hối hận mà chết đi. Cậu sẽ biết, đắc tội nhà họ Khang, đắc tội lão phu sẽ có kết cục gì. Xin lỗi, tôi dẫm vào nỗi đau của ông sao? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Khang Hướng Vinh không nói không rằng, nhanh chóng lao tới, trong nháy mắt ông ta đã đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn, giơ tay đấm thẳng về phía trán của Tề Đẳng Nhàn. Động tác hổ quyền này của ông đúng là khó coi, Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, lùi một bước tránh đi. Lão phu muốn cắt đầu cậu xuống, dâng cho Tam Thiếu. Khang Hướng Vinh giận dữ gầm lên, tiến thêm một bước chuyển thành mã hình, hai tay đánh về phía ngực của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn đứng tại chỗ, giơ tay đấm ngang một cái. Bùm một tiếng, đánh vỡ thế đánh của Khang Hướng Vinh, cùng lúc đó, chân sau nhấc chân tiến lên một bước. Trong nháy mắt bàn chân chạm đất, hắn hơi xoay eo. Tay phải nắm chặt thành quyền thuận thế thu về bên hông, sau đó xoay eo theo hướng ngược lại mà phát lực, hung hăng đấm ra một quyền. Nửa bước băng quyền, Khang Hướng Vinh hơi giật mình. Động tác của Tề Đẳng Nhàn quá nhanh, lực lượng quá mạnh khiến ông ta không kịp phản ứng, hai tay đan chéo hạ xuống định đỡ nhưng không thể chặn lại nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn. Nắm tay của hắn đấm thẳng vào bụng ông ta, bụp, một tiếng giòn vang, như đánh vào mặt trống. Trong nháy mắt nắm tay tiếp xúc quần áo trước bụng Khang Hướng Vinh. Lớp quần áo bị vặn vẹo thành hình xoắn ốc, hơn nữa còn sũng nước. Cơ thể ông ta đột nhiên chấn động, tiếp theo sắc mặt đỏ bừng, máu tươi từ trong miệng chảy ra, cả người không ngừng run rẩy. A, Khang Hướng Vinh quỳ gối xuống đất, mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau, cơ thể vẫn còn run rẩy. Sao, sao có thể, cậu trẻ tuổi như vậy, tiếng lẩm bẩm của Khang Hướng Vinh càng lúc càng nhỏ, hơi thở cũng dần mỏng manh. Tôi nói rồi, luyện quyền xem thiên phú,
chứ không phải luyện lâu năm là được. Nếu không, chẳng phải ai cũng có thể trở thành đại tông sư. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt đáp, này một quyền đánh vào bụng Khang Hướng Vinh, trong nháy mắt đã chấn nát toàn bộ nội tạng trong bụng ông ta. Hơn nữa ám kình nhập thể, cho dù là thần tiên cũng không sống nổi. Đêm đó, Khang Học Quyền không liên lạc được với Khang Hướng Vinh, chỉ có thể bực bội đi vào giấc ngủ. Cũng không biết phó quản gia làm được chuyện hay không, mẹ nó, nếu không phải Ngọc Tiểu Long ra mặt, chuyện này đã sớm kết thúc. Khang Học Quyền càng nghĩ càng khó chịu. Đang ngủ say, Khang Học Quyền bỗng cảm giác được một trận lạnh lẽo truyền đến, vội vàng bừng tỉnh, sau đó nhìn thấy một bóng người đang ngồi bên đầu giường. Khang Học Quyền hoảng sợ, nói phó quản gia, chuyện đã thành công rồi à? Sao ông lại như ma? Phó quản gia của anh quả thật đã biến thành ma rồi, tôi đến là muốn nói với anh một điều, mọi chuyện đến điểm nên biết dừng. Giọng nói lạnh lùng của Tề Đẳng Nhàn vang lên. Là mày, Khang Học Quyền sợ tới mức cả người lạnh lẽo. Tên Tề Đẳng Nhàn này, sao có thể lặng yên không một tiếng động mà vào phòng của mình? Hơn nữa, lại không ai phát hiện ra, điều này thật đáng sợ. Tề Đẳng Nhàn đặt đồ gì đó giống chiếc tay nải lên người Khang Học Quyền. Hờ hững nói anh muốn ông ta cắt đầu tôi thì tôi cũng có quả đáp lễ, nếu có lần sau thì đây chính là kết cục của anh. Nói xong, Tề Đẳng Nhàn đứng dậy xoay người rời đi. Khang Học Quyền cảm thấy tay nải kia đang giỏ nước, vội vạch một góc nhìn thoáng qua nhưng lại trực tiếp bị dọa sợ tới mức hét lên. Cắt cổ Tương Hạ Tử, khoái ý hành nhân sinh, Tề Đẳng Nhàn đi ra biệt thự. Ban đêm lạnh như nước lại khiến hắn cảm thấy trong ngực một trận thoải mái. Khang Học Quyền suốt đêm gấp trở về đế đô. Những chuyện gặp phải ở Trung Hải làm hắn ta sợ tới mức hồn vía lên mây. Sau khi nhà họ Khang biết Ngọc Tiểu Long có nhúng tay vào việc này thì bảo chỉ im lặng, không tiếp tục nhằm vào Tề Đẳng Nhàn. Chẳng qua, thù này đã kết. Sáng sớm hôm sau, Tề Đẳng Nhàn nhận được điện thoại của Hoàng Văn Lãng thì lập tức đến chỗ ở của thị trưởng. Bởi vì chuyện tập đoàn Kiều Thị cho vay, như thế nào cũng coi như là nợ ơn Hoàng Văn Lãng. Hơn nữa hắn vốn định giúp Hoàng Văn Lãng trị bệnh cho con gái ông là Hoàng Tình Ca nên khi nhận được điện thoại đã không hề do dự mà đến. Có điều, làm hắn không tưởng được là, ở trong nhà Hoàng Văn Lãng, hắn gặp được Từ Ngạo Tuyết. Bên cạnh Từ Ngạo Tuyết còn có một người đàn ông nhã nhặn đeo kính, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, mặc com lê hàng hiệu, nói năng nho nhã, khí chất ôn hòa. Hoàng thị trưởng, vị này chính là kiều bào tôi chuyên môn mời từ nước Mỹ về. Ở bên Mỹ. Ngài ấy là chuyên gia tâm lý nổi tiếng, Giác Sơn tiên sinh. Từ Ngạo Tuyết liếc mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái rồi lại quay đi giới thiệu người đàn ông bên cạnh mình với Hoàng Văn Lãng. Tổng giám đốc Từ, thật là làm phiền cô, không ngờ cô lại quan tâm đến con gái tôi như vậy. Hoàng Văn Lãng rất cảm kích Từ Ngạo Tuyết, mặc kệ hành động của cô ta xuất phát từ mục đích gì nhưng dù sao cô ta cũng đã không tiếc tiền mà mời chuyên gia hàng đầu như Giác Sơn từ Mỹ đến khám và điều trị cho con gái ông. Không thể không nói, cô ta rất có lòng. Từ Ngạo Tuyết chỉ khẽ mỉm cười. Tập đoàn Hướng Thị là xí nghiệp hàng đầu của thành phố Trung Hải. Một người ngoài mới đến như cô ta, muốn thâu tóm tập đoàn Hướng Thị, dù có bản lĩnh cơ nào thì cũng nên tạo mối quan hệ tốt với các cơ quan địa phương. Từ Ngạo Tuyết tâm cao khí ngạo đến từ đế đô, tuy Hoàng Văn Lãng chỉ là thị trưởng một thành phố nhưng ông có bối cảnh nên cũng cần phải làm quen. Nếu không, cô ta cũng chẳng cần phải lặn lội sang nước Mỹ xa xôi mời chuyên gia tới làm gì. Tề đại sư, ngài tới rồi, Hoàng Văn Lãng nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì vội tiến lên nghênh đón, bắt tay chào hỏi. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, nói chuyện lần trước tôi phải cảm ơn thị trưởng Hoàng nên sau khi nhận được điện thoại, tôi đã lập tức tới đây. Hoàng Văn Lãng mới đầu cảm thấy Tề Đẳng Nhàn rất kiêu ngạo, nhưng giờ nghe hắn nói vậy, trong lòng bất giác cảm thấy người trẻ tuổi này cũng rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, ý cười trên mặt tăng thêm vài phần. Ba tìm đến người trẻ tuổi như vậy cũng là để xem bệnh cho Tình Ca sao? Con trai lớn của Hoàng Văn Lãng Hoàng Kỳ Bân nhíu mày hỏi. Đúng vậy, vị này chính là Tề đại sư ba từng nói với con. Hoàng Văn Lãng gật đầu, còn không mau lại đây chào hỏi. Tề đại sư, còn trẻ như vậy, hắn không phải là kẻ lừa đảo chứ? Hoàng Kỳ Bân hơi ngạc nhiên, sau đó cười nhạo một tiếng, trực tiếp lắc đầu từ chối chào hỏi. Từ Ngạo Tuyết nghe thấy lời Hoàng Văn Lãng nói thì cũng hơi sửng sốt. Sau đó hỏi thị trưởng Hoàng có phải là nhầm lẫn gì không? Tôi biết người này, hắn chẳng qua chỉ là một cảnh ngục mà thôi, sao có thể là đại sư gì? Giác Sơn chuyên gia tâm lý người Hoa Kiều nghe vậy cũng không khỏi bật cười, lắc đầu nói chẳng lẽ, giới học thuật ở Trung Quốc dễ dàng trà trộn như vậy? Một cảnh ngục cũng có thể giả làm đại sư trước mặt thị trưởng. Hoàng Kỳ Bân trực tiếp tiến lên, cười nhạo tiểu tử, tôi không quan tâm cậu thông qua thủ đoạn gì để lừa gạt ba tôi.
Nhưng tôi khuyên cậu nên thu liễm một chút, nếu em gái tôi mà xảy ra chuyện gì. Hoàng Văn Lãng tỏ vẻ không vui, trầm giọng nói A Bân, không được vô lễ với Tề đại sư. Hoàng Kỳ Bân không dám nói nữa, nhưng vẫn khinh thường mà bĩu môi, nhất là sau khi nghe được từ Ngạo Tuyết chọc phá thân phận của Tề Đảng Nhàn thì thái độ càng thêm khinh thường. Một cảnh ngục mà thôi, có thể sánh với chuyên gia tâm lý học do từ Ngạo Tuyết mời đến từ nước Mỹ sao? Chắc chắn hắn đã dùng thủ đoạn gì để lừa gạt bố nên mới khiến bố tin tưởng hắn như vậy. Đâu cần quan tâm xuất xứ của anh hùng, tuy Tề đại sư chỉ là cảnh ngục nhưng lại có bản lĩnh không hề tầm thường. Hoàng Văn Lãng nghiêm túc nói. Từ Ngạo Tuyết nhìn Tề Đảng Nhàn, cười khẩy rồi cũng không nói nữa. Tề Đảng Nhàn cũng đang đánh giá Từ Ngạo Tuyết, người phụ nữ này, người cũng như tên, da thịt trắng nõn bóng loáng, ngũ quan tinh xảo, có loại khí chất ngự tỷ ưu nhã. Con gái tôi tên là Hoàng Tình Ca, từ khi vợ tôi qua đời, con bé đã mắc bệnh trầm cảm. Dù đã trải qua nhiều lần điều trị nhưng vẫn không có kết quả gì. Gần đây, bệnh của con bé càng thêm nghiêm trọng, nhiều lần bừng tỉnh lúc nửa đêm, hơn nữa còn xuất hiện hành vi tự sát, nhưng cũng may là bị phát hiện kịp thời, nếu không thì tôi không dám nghĩ đến hậu quả. Cho nên, tôi hy vọng Giác Sơn tiên sinh và còn Tề đại sư, mong các vị tận lực chữa khỏi cho nó. Nếu không được thì cũng mong có thể làm bệnh tình của con bé thuyên giảm. Vì lý do công việc, tôi không có thời gian làm bạn với con bé, rất có lỗi với nó, nếu con bé xảy ra chuyện gì, tôi cũng không còn mặt mũi nào mà xưng bố. Với tấm lòng chân thành tha thiết của một người bố, tuy lời Hoàng Văn Lãng nói rất đơn giản nhưng có thể nghe ra tình cảm chan chứa trong đó. Sắc Sơn gật đầu, nói khi ở Mỹ, tôi đã xử lý nhiều ca bệnh tương tự. Không dám nói có thể chữa khỏi cho cô Hoàng nhưng giảm bớt tuyệt đối không thành vấn đề. Trên mặt Từ Ngạo Tuyết không khỏi hiện ra ý cười, nếu Giác Sơn có thể lập công trong chuyện này, như vậy, kế hoạch phát triển ở thành phố Trung Hải của cô ta nhất định sẽ được Hoàng Văn Lãng ủng hộ. Đối với kế hoạch thu mua tập đoàn Hướng Thị thì đây cũng là một điều rất tốt. Hoàng Văn Lãng cũng không nhiều lời, dẫn theo mấy người trực tiếp đến trước cửa một căn phòng. Mở cửa phòng ra, bên trong tối tăm, cửa sổ bị một tấm rèm thật dày che lấp. Một ngụ nữ mặc đồ ngủ đang ôm hai chân, cuộn mình trên giường, tóc tai rối bời, cả người lộ ra một loại âm trầm ngăn cách với thế giới bên ngoài. Tình Ca, ba đến thăm con đây. Ba còn dẫn đến cho con người bạn mới, Hoàng Văn Lãng nở nụ cười miễn cưỡng, run giọng nói. Hoàng Tình Ca cuộn mình trên giường chẳng thèm quan tâm, mặc cho ai nhìn thấy cô ấy trong trạng thái này cũng không thể nghĩ tới cô ấy là con gái của thị trưởng thành phố này. Giác Sơn đã xem qua ca bệnh của Hoàng Tình Ca. Lập tức đi đến trước mặt cô ấy, mỉm cười nói Tình Ca, tôi là bạn tốt của cô còn nhớ không? Khi còn nhỏ, chúng ta cùng nhau đạp xe ở đầu ngõ. Mạng của em gái tôi so với cái mạng quèn của cậu đắt gấp hàng trăm lần, nếu em ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ bắt cả nhà cậu chôn cùng. Giác Sơn quả nhiên không hổ là chuyên gia tới từ nước Mỹ, mới nói một câu đã khiến Hoàng Tình Ca ngẩng đầu lên, sau đó, anh ta dựa vào đó tiếp tục nói chuyện, dẫn dắt cảm xúc của Hoàng Tình Ca. Thấy chưa, đây mới là chuyên gia chân chính đó, đại sư ạ. Hoàng Kỳ Bân đi đến bên cạnh Tề Đảng Nhàn, hừ lạnh châm chọc. Tề Đảng Nhàn không nói một lời, hai tay đút túi, yên lặng nhìn Giác Sơn. Chỉ là, hắn bất giác mà nhíu mày. 10 phút sau, Hoàng Tình Ca cuối cùng cũng mở miệng đáp lại Giác Sơn vài câu. Tuy chỉ là mấy câu nói ngắn ngủi nhưng lại khiến Hoàng Văn Lãng tinh thần phấn chấn. Hoàng Kỳ Bân hài lòng gật đầu, gần một tháng nay, em gái chưa từng mở miệng nói chuyện. Đây là lần đầu tiên em ấy mở miệng nói chuyện. Hoàng Tình Ca nhắm mắt dựa vào đầu giường, mơ màng sắp ngủ. Giác Sơn đang tiến hành thôi miên cô ấy bằng ngôn ngữ, anh ta muốn thông qua phương thức này cấy một chút ý tưởng vào tiềm thức cô. Dừng lại đi, anh mà tiếp tục như vậy sẽ hại chết cô ấy. Tề Đảng Nhàn nhìn không được, trầm giọng nói. Tình trạng bây giờ của cô ấy rất tệ, nguyên nhân bệnh không những là do mẹ của cô ấy qua đời mà còn có người đứng sau muốn hại cô ấy. Anh dùng phương pháp như vậy sẽ chỉ khiến bệnh của cô ấy nặng hơn, khuynh hướng tự sát cũng càng thêm mãnh liệt. Giọng nói của Tề Đảng Nhàn đột nhiên vang lên, đánh gãy câu nói của Giác Sơn, nhưng lúc này Hoàng Tình Ca đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Giác Sơn quay đầu lại, bất mãn nói với Hoàng Văn Lãng thị trưởng Hoàng, xin ông hãy đưa tên lừa đảo này ra ngoài ngay lập tức, đừng quấy rầy buổi trị liệu của tôi. Từ Ngạo Tuyết cũng nhíu mày nói họ Tề, anh không có bản lĩnh gì thì thôi đi. Đừng lấy tính mạng của cô Hoàng ra đùa giỡn, đứng đây lừa người. Hoàng Kỳ Bân cũng giận dữ nói cậu không thấy trạng thái em gái tôi đang dần chuyển biến tốt đẹp sao. Tề đại sư gì chứ, tôi thấy cậu là tên lừa đảo, sợ Giác Sơn tiên sinh thật sự chữa khỏi cho em gái tôi,
cậu không thể lừa gạt bố tôi chứ gì. Cậu lập tức cút ra ngoài cho tôi, nếu cậu còn dám quấy rầy Giác Sơn tiên sinh thì tôi sẽ cho người đánh gãy chân cậu, để cậu tự mình bỏ đến bệnh viện. Tề Đẳng Nhàn trầm mặt không nói gì. Hoàng Văn Lãng ho khan một tiếng, nói Tề đại sư. Tề Đẳng Nhàn nói thị trưởng Hoàng, ông có tin lời tôi vừa nói không? Hoàng Văn Lãng rất muốn nói mình tin, nhưng Giác Sơn rõ ràng đã giúp bệnh của Hoàng Tình Ca có cải biến rõ rệt, điều này khiến ông không thể trái lương tâm nói ra những lời này. Tề Đẳng Nhàn, tôi rất rõ anh là người thế nào, anh lừa được thị trưởng Hoàng nhưng không lừa được tôi đâu. Nếu anh thật sự có bản lĩnh này thì bây giờ con là một cảnh ngục không tiền không quyền không thế sao? Hiện tại danh tiếng của Giác Sơn tiên sinh vang vọng khắp nước Mỹ, chi phí một lần trị liệu lên tới 10 vạn đô la. Nếu anh thật sự giỏi hơn ngài ấy thì còn như bây giờ sao? Dùng một ít thủ đoạn nhỏ lừa gạt thị trưởng Hoàng lại đi rêu rao khắp nơi, miệng toàn bốc phét, thật đáng xấu hổ và buồn cười. Từ Ngạo Tuyết không khách khí mà nói thẳng, vẻ mặt đầy coi thường. Cô ta coi thường Tề Đẳng Nhàn là phế vật, hơn nữa, cô ta cũng nghe được đôi điều về người đàn ông này từ Ngọc Tiểu Long và Long Á Nam. Giác Sơn cũng không khỏi bật cười, giọng điệu khinh thường, nói cô Từ, không cần để ý tới loại tiểu nhân này, tôi hoàn toàn có thể chữa khỏi bệnh của cô Hoàng. Từ Ngạo Tuyết hất cằm về phía Tề Đẳng Nhàn, cười lạnh nói anh nghe thấy không? Hoàng Kỳ Bân cũng trầm mặt nói còn không mau cút ra ngoài, tên hề. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, sau đó hơi nhún vai. Nói được thôi, các người muốn lấy mạng người ra đùa giỡn thì tôi cũng không ngăn cản. Sau khi xảy ra chuyện thì đừng trách tôi không nhắc trước. Tề đại sư, tôi biết cậu có bản lĩnh nhưng cậu cũng nên hiểu đạo lý cẩn thận từ lời nói đến việc làm. Hoàng Văn Lãng nhìn không được mà mở miệng khuyên giải, nhưng giọng điệu có chút khó nghe. Hoàng Kỳ Bân giận dữ quát đồ rác rưởi như mày mà dám nguyền rủa em gái tao. Người đâu, kéo hắn ra ngoài, đánh gãy chân cho tôi. Hoàng Văn Lãng lại khoát tay ngăn cản Hoàng Kỳ Bân, lạnh lùng nói người tới là khách, không cần quá vô lễ. Tề đại sư, cậu đi đi. Chuyện này, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu. Tề Đẳng Nhàn cười nhạo rồi xoay người rời đi. Ba nhìn xem, ba tìm đến loại rác rưởi gì vậy? Loại người lừa đảo này nên đánh chết tránh cho bọn họ ra ngoài khắp nơi hại người. Hoàng Kỳ Bân không buông tha mà mắng tiếp. Ở Trung Quốc còn nhiều kẻ lừa đảo thật. Nếu là ở Mỹ thì loại người này không tồn tại nổi. Giác Sơn cũng lên tiếng chế giễu. Hoàng Văn Lãng ngượng ngùng cười xòa, nói Giác Sơn tiên sinh, xin ngài hãy tiếp tục trị liệu cho con gái tôi đi. Trong lòng ông cũng không khỏi có chút thất vọng về Tề Đẳng Nhàn, xem ra, chuyện lần trước, hơn phân nửa là ăn may. Về sau phải nói với Tôn Thanh Huyền một chút, tránh cho ông ấy tiếp tục bị lừa mới được. Tề Đẳng Nhàn chậm gì gì đi ra khỏi phòng. Từ trước đến nay, hắn đều làm việc theo bản tính. Nếu tất cả mọi người đều không tin thì hắn cũng chẳng thèm xen vào. Tuy Hoàng Tình Ca là một sinh mệnh tươi sống, nhưng người khác không để hắn cứu thì hắn có thể làm gì? Hứ, đồ lừa đảo, cô chủ nhà chúng tôi đáng thương như vậy mà anh còn định lợi dụng cô ấy mà lừa đảo. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, anh không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao? Người giúp việc nhà thị trưởng nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì không nhịn được mà hung hăng phỉ nhổ hắn một phen. Cũng may là thị trưởng khoan dung độ lượng, nếu không, loại kẻ lừa đảo như anh nhất định sẽ bị tống vào nhà lao, ở tù mọt gông. Đồ lừa đảo, không xứng làm người. Tề Đẳng Nhàn để ngoài tai những lời nhục mạ này, anh vẫn duy trì tiết tấu của mình, không hề hoang mang mà đi xuống lầu. Trong phòng, sau khi Tề Đẳng Nhàn rời đi, Giác Sơn tiếp tục dùng phương pháp vừa rồi để thôi miên Hoàng Tình Ca, để cô ấy có thể dễ dàng tiếp nhận những gì anh ta muốn truyền đạt trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh này. Giác Sơn tiên sinh không hổ là chuyên gia nghiên cứu tâm lý học nhiều năm nổi tiếng ở Mỹ, quả nhiên rất có tài năng, tôi thấy tình trạng của em ấy đang không ngừng tốt lên rồi. Hoàng Kỳ Bân vui vẻ nói, tuy Hoàng Tình Ca vẫn đang trong trạng thái nửa mộng nửa tỉnh nhưng cô nghe rõ những lời Giác Sơn nói, cảm xúc dần ổn định, không ngừng nhẹ nhàng gật đầu coi như đáp lại, thỉnh thoảng trong miệng còn phát ra tiếng nỉ non. Hoàng Văn Lãng thấy một màn này, tâm trạng cũng tốt hơn không ít. Ông vừa lòng gật đầu. Nhẹ giọng nói với Từ Ngạo Tuyết tổng giám đốc Từ thật có tâm, cố ý mời chuyên gia như vậy từ nước Mỹ về điều trị cho con gái tôi thật sự không biết nên báo đáp thế nào. Từ Ngạo Tuyết nghe vậy thì trong lòng không kìm được mà thấy vui vẻ, chỉ cần Giác Sơn có thể chữa khỏi cho Hoàng Tình Ca, như vậy, cô ta có thể dễ dàng bàn chuyện với Hoàng Tình Lãng hơn rồi. Hoàng Kỳ Bân nghĩ thầm, lúc sau nhất định phải chăm sóc cho tên lừa đảo Tề Đẳng Nhàn thật tốt mới được. Hắn đúng là không biết điều. Không những dám lừa ba mà còn nguyền rủa em gái. Chắc là do sa đọa,
đã từng là cậu cả nhà họ Tề mà nay lại lưu lạc đến mức phải đi làm lừa đảo. Hai, Từ Ngạo Tuyết nghĩ thầm, càng thêm khinh thường Tề Đằng Nhàn. Khó trách Ngọc Tiểu Long chướng mắt người đàn ông như vậy, có lẽ không có bối cảnh chỉ là một nguyên nhân, càng quan trọng hơn là không có bản lĩnh còn thích làm bộ làm tịch. Tình ca, mẹ cô cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ nàng của cô. Bà ấy nhất định đang hy vọng cô sớm ngày khỏe lên, trở về cuộc sống bình thường, không phải lúc nào cũng sống trong bóng tối của quá khứ. Giác Sơn tiếp tục dẫn dắt cảm xúc của Hoàng Tình Ca, dần nói vào trọng điểm. Nhưng đúng lúc này, hai mắt Hoàng Tình Ca hai mắt bỗng nhiên mở to, hoảng sợ mà nhìn Giác Sơn. Giác Sơn cũng rất chấn động, từ lúc bắt đầu đến giờ, quá trình thôi miên rất thuận lợi, nhưng tại sao, Hoàng Tình Ca lại đột nhiên bừng tỉnh. Anh ta hành nghề điều trị tâm lý cho bệnh nhân tâm thần nhiều năm nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Theo lý mà nói, trong trạng thái như vậy, Hoàng Tình Ca cần phải bị ngoại lực lớn tác động hoặc là trong tiềm thức sinh ra xung đột kịch liệt, cô ấy mới đột nhiên bừng tỉnh. Sao lại thế này? Giác Sơn cũng rất kinh ngạc, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Hoàng Tình Ca hét lên một tiếng, đột nhiên vung tay tát lên mặt Giác Sơn một cái. Móng tay sắc nhọn vẽ nên một đường máu thật sâu trên mặt anh ta. Em gái, Hoàng Kỳ Bân hốt hoảng, vội vàng tiến lên, muốn ôm lấy Hoàng Tình Ca không để cô không ngã xuống. Hoàng Tình Ca lại nhanh nhẹn né tránh, cô ấy nhanh chóng chạy tới bên cửa sổ rồi kéo rèm ra, trực tiếp nhảy lên bệ cửa sổ. Tình Ca, Hoàng Văn Lãng tuyệt vọng hét lớn, đôi chân mất lực làm ông ngã khuỵu xuống sàn. Hoàng Tình Ca đánh vỡ cửa kính, thân thể rơi từ trên tầng 2 cao hơn 6 mét xuống. Với tình trạng cơ thể của cô ấy, một khi chạm đất, cô nhất định sẽ chết, nội tạng cũng đều sẽ bị rách. Từ Ngạo Tuyết và Giác Sơn cũng không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Hiển nhiên không ngờ là Hoàng Tình Ca lại đột nhiên nhảy lầu tự sát. Mẹ, con đến tìm mẹ đây, con xin lỗi, ngày ấy con không nên cãi nhau với mẹ. Hoàng Tình Ca rơi tự do giữa không trung, nước mắt không ngừng chảy ra, trong lòng cảm thấy thoải mái như sắp được giải thoát. Lúc này, Tề Đẳng Nhàn đang chậm rãi bước qua cửa, nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn, ngẩng đầu nhìn thì thấy một bóng người đang từ trên trời rơi xuống. Bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân, nhưng hình như sẽ rớt gái đẹp. Hắn đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay nâng lên, tay phải hơi duỗi ra nhẹ nhàng uyển chuyển. Giống như chim công xòe đuôi, cẩn thận theo đuổi bạn tình. Bàn tay của Tề Đẳng Nhàn đã chạm đến thân thể đã rơi xuống của Hoàng Tình Ca giữa không trung, năm ngón tay siết chặt, kéo cô ấy về phái mình. Ngay sau đó, hắn thuận thế tiến lên, sau đó hơi xoay người, nhẹ nhàng ôm Hoàng Tình Ca vào lòng. Lực trùng kích thật lớn làm hắn không khỏi mất thẳng bằng nhưng hắn không hề dừng lại. Lại thuận thế tiến lên và xoay người, loại bỏ lực rơi. Hoàng Tình Ca nặng hơn 45 kg, rơi xuống từ độ cao 6 m, nhờ có Tề Đẳng Nhàn mà tránh được kết cục hoa tàn ngọc nát. Cô gái, có chuyện gì nghĩ không ra mà phải nhảy lầu thế? Tề Đẳng Nhàn cười hỏi. Hoàng Tình Ca sửng sốt, ngơ ngác nhìn Tề Đẳng Nhàn, một câu cũng nói không nên lời. Sau đó, cô ấy lại chán nản tự oán trách bản thân, tại sao cô vẫn còn sống, tại sao cô còn chưa chết chứ? Cô chỉ là muốn được giải thoát thôi à, sao ngay cả điều này cũng không làm được. Lúc này, Hoàng Kỳ Bân thò đầu qua cửa sổ nhìn xuống, thấy Tề Đẳng Nhàn đang ôm Hoàng Tình Ca trong lòng vẫn còn khiếp sợ nhưng ngay sau đó mừng rỡ thốt lên thật tốt quá. Hoàng Văn Lãng nghe vậy không khỏi sửng sốt, lửa giận ngút trời, em gái nhảy lầu mà anh trai lại nói như vậy. Ba, Tề Đẳng Nhàn ở dưới đỡ được Tình Ca, em ấy không sao hết. Hoàng Kỳ Bân vui mừng giải thích. Cái gì? Hoàng Văn Lãng giật mình. Vội chạy tới bên cửa sổ, thò đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy Tề Đẳng Nhàn đang ôm Hoàng Tình Ca đứng ở phía dưới. Phù, Hoàng Văn Lãng thở dài nhẹ nhõm, hai chân nhũn ra, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt hai người Từ Ngạo Tuyết và Giác Sơn đều tái đi vì khiếp sợ, sau khi biết được Hoàng Tình Ca không sao thì cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Về nhà đi, tôi cũng về đây. Tề Đẳng Nhàn thả Hoàng Tình Ca xuống, lạnh nhạt nói. Lúc này đám người Hoàng Kỳ Bân vội vàng chạy xuống lầu, thấy Tề Đẳng Nhàn đang chuẩn bị rời khỏi đại viện thì nhanh chóng tiến lên ngăn cản. Tề đại sư, ngài đợi một chút. Hoàng Kỳ Bân chạy tới, đầy mặt tươi cười. Sao, còn muốn đánh gãy chân tôi? Tề Đẳng Nhàn nhướng mày, cười lạnh hỏi. Hoàng Kỳ Bân hơi ngẩn ra, sau đó nịnh nọt mà cười nói nào dám. Vừa rồi tôi chỉ là đùa giỡn với Tề đại sư một chút thôi. Sao tôi có thể làm vậy chứ? Tề Đẳng Nhàn nói nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Tề đại sư đừng đi mà, cảm ơn ngài đã ra tay cứu em gái tôi, lòng tôi vô cùng cảm kích,
nhưng cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, Tề Đại Sư, Hoàng Kỳ Bân giữ cánh tay của Tề Đẳng Nhàn, không cho hắn rời đi. Vừa này, Tề Đẳng Nhàn nói phương pháp trị liệu của Giác Sơn không ổn, sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên, không lâu sau đã xảy ra chuyện như vậy. Lúc này Hoàng Kỳ Bân mới thực sự ý thức được, Tề Đẳng Nhàn không phải kẻ lừa đảo mà là đại sư chân chính. Hơn nữa, người bình thường có thể nhẹ nhàng đỡ được một người phụ nữ trưởng thành rơi từ 6 mét xuống sao? Nghĩ thế nào đều thấy không thể. Tề đại sư, ngài đừng đi. Hoàng Văn Lãng cũng vội vã chạy tới. Lúc này, thị trưởng không còn dáng vẻ của một người quyền cao chức trọng, vẻ mặt uể oải và đầy xấu hổ. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói thị trưởng Hoàng, vừa này là các người đuổi tôi đi, bây giờ tôi đi thì các người lại muốn giữ lại, rốt cuộc các người muốn thế nào? Rất xin lỗi, thực sự rất xin lỗi ngài, vừa rồi là chúng tôi không đúng. Nhưng, dù sao Tình Ca cũng là con gái tôi, bởi vì con bé mà tôi hơi mất bình tĩnh, hy vọng ngài có thể thông cảm, Hoàng Văn Lãng vội vàng khom lưng xin lỗi. Tề Đẳng Nhàn nhìn thị trưởng thành phố không để ý mặt mũi mà cúi đầu xin lỗi mình, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước. Bình tĩnh nói được, tôi có thể hiểu và tha thứ cho ông, tôi đi trước đây. À, hai cha con đều không khỏi sửng sốt, vội vàng ngăn hắn lại. Đừng như thế mà, Tề đại sư, vừa nãy đều trách chúng tôi mắt chó không biết nhìn người, kính mong ngài đừng trách. Ngài cũng thấy tình trạng của em gái tôi rồi, mong ngài giơ cao đánh khẽ, cứu em ấy đi. Hoàng Kỳ Bân khẩn khoản cầu xin. Tề đại sư, tôi thật sự biết sai rồi, xin ngài rủ lòng từ bi cứu con gái tôi. Hoàng Văn Lãng cũng nói, Tề Đẳng Nhàn không khỏi trầm mặc, hắn không phải loại người vẫy tay gọi là tới, xua tay đuổi là đi. Hoàng Văn Lãng ho khan một tiếng, nói Tề đại sư, xin ngài hãy giúp cho. Về sau bất kể có chuyện gì, chỉ cần tôi có thể làm được thì khó đến mấy tôi cũng nhiệt tình hỗ trợ. Tề Đẳng Nhàn cười nhạo một tiếng, sau đó lắc đầu, nói được rồi, nếu ông đã nói đến mức này thì tôi sẽ nghĩ cách. Vâng vâng vâng, cảm ơn Tề đại sư. Hoàng Văn Lãng liên tục khách khí. Tề Đẳng Nhàn lại được hai cha con Hoàng Văn Lãng và Hoàng Kỳ Bân mời vào nhà, đám người giúp vừa mới phỉ nhổ hắn, lúc này ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thị trưởng Hoàng, thật là ngại quá, chuyện vừa rồi nằm ngoài dự đoán của tôi, Giác Sơn đi tới, xấu hổ giải thích. Giác Sơn tiên sinh, chuyện này không trách ngài, tình huống của con gái tôi có chút phức tạp. Hoàng Văn Lãng thở dài, nói, chuyện kế tiếp, giao cho Tề đại sư. Từ Ngạo Tuyết ngẩn ra, nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, ngạc nhiên nói thị trưởng Hoàng, ngài thật sự định để kẻ lừa đảo này. Kẻ lừa đảo, hừ, hoang đường, câu nói của Tề đại sư không phải ứng nghiệm rồi sao? Tổng giám đốc Từ, xin cô hãy tự trọng. Hoàng Văn Lãng nhíu mày, trầm giọng nói. Từ Ngạo Tuyết không dám nói tiếp, nghiến răng oán hận mà lườm Tề Đẳng Nhàn. Giác Sơn thì lắc đầu, nói chuyện tôi không có biện pháp giải quyết, một cảnh ngục như hắn có thể xử lý được sao? Thị trưởng Hoàng, tôi đề nghị ông cho tôi thêm chút thời gian để tôi nghiên cứu sâu về bệnh của cô Hoàng, tôi khẳng định có thể xây dựng một phương án điều trị tuyệt vời. Nếu để hắn nói bậy bạ khiến bệnh của cô Hoàng nặng thêm thì chỉ sợ đến lúc đó việc trị liệu sẽ càng thêm khó khăn. Dù sao Giác Sơn cũng là chuyên gia, lời anh ta nói làm hai người Hoàng Văn Lãng và Hoàng Kỳ Bân không khỏi trầm mặc, nghiêm túc suy nghĩ. Các người quyết định nhanh đi, Tề Đẳng Nhàn mặt không biểu tình nhìn hai cha con Hoàng Văn Lãng, lạnh nhạt lên tiếng. Hoàng Văn Lãng cắn răng hạ quyết tâm, nói để Tề đại sư trị liệu cho con gái tôi trước đi. Giác Sơn nghe vậy thì mặt đầy thất vọng, sau đó nhìn Tề Đẳng Nhàn khinh thường cười lạnh, nói anh chẳng qua là mèo mù vớ phải chuột chết thôi, để cho anh làm, chỉ sẽ làm bệnh tình của cô ấy càng thêm nghiêm trọng. Tôi có thể chữa khỏi cho cô ấy, Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt tuyên bố. Cậu có thể chữa khỏi cho cô ấy? Cậu nói đùa đấy hả, chuyên gia ở nước Mỹ như tôi còn không thể giải quyết. Một cảnh ngục nhỏ bé như cậu mà mạnh miệng thật đấy. Giác Sơn chế nhạo. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói chuyện đơn giản, một giờ là xong. Giác Sơn sửng sốt, sau đó cười to nói ha ha, lúc này tôi có thể khẳng định cậu chính là kẻ lừa đảo. Một giờ là xong, cậu đang đùa cái gì vậy? Nếu cậu có thể làm được thì các chuyên gia tâm lý học trên toàn thế giới còn mặt mũi nào mà hành nghề. Tề Đẳng Nhàn không thèm để ý, nhưng Hoàng Văn Lãng lại cảm thấy bản thân vừa rồi mồm nhanh hơn não. Đặt cửa quá lớn. Được thôi, nếu cậu có thể chữa khỏi cho cô ấy trong vòng một giờ thì tôi sẽ ngay lập tức cho cậu 500 vạn đô la Mỹ. Giác Sơn lạnh lùng nói. Nhưng nếu cậu không chữa được thì cậu phải quỳ xuống nhận sai với tất cả các nhà tâm lý học trên toàn thế giới, thừa nhận bản thân là một tên vô liêm sỉ, tôi hy vọng thị trưởng Hoàng có thể làm nhân chứng cho chúng tôi. Sao thế,
sao cậu không dám nói tiếp, có phải là thấy tôi lấy ra nhiều tiền cược như vậy nên sợ rồi không? Ha ha, cậu không cần có gánh nặng tâm lý đâu. Bởi vì cậu vốn không thể thắng được 500 vạn đô la Mỹ này, càng không thể chữa khỏi cho cô Hoàng trong vòng một giờ. Jackson đầy mặt khinh thường, nhìn Tề Đẳng Nhàn, tiếp tục chế nhạo đúng là kẻ lừa đảo, Trung Quốc lắm kẻ lừa đảo thật. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói không phải, tôi chỉ là lần đầu thấy có người xa lạ vô duyên vô cớ muốn tặng cho mình 500 vạn đô la Mỹ nên cảm thấy có chút kỳ quái thôi. Lời này của hắn vừa nói ra, mọi người đều không khỏi sững sờ. Tuy giọng điệu bình thường nhưng nội dung thực sự đáng giận. Làm người bị nhầm vào suýt tức đến vỡ mạch máu não. Jackson lạnh lùng nói được, nếu cậu có bản lĩnh như vậy thì cứ lấy tiền của tôi đi. Chỉ cần trong vòng một giờ có thể chữa khỏi cho cô Hoàng. Anh ta đã lăn lộn trong giới tâm lý học nhiều năm, từng điều trị vô số người bệnh mắc các loại vấn đề tâm lý. Chỉ là trường hợp như Hoàng Tình Ca là khá hiếm thấy. Hơn nữa, bệnh này thường phải hao phí rất nhiều thời gian và tâm huyết mới có thể chữa khỏi, nhưng Tề Đẳng Nhàn lại nói một giờ là được. Đừng nói lấy ra 500 vạn đô la Mỹ làm tiền đặt cược, cho dù đánh chết anh ta thì anh ta cũng không tin. Tề Đại Sư, ngài xem, Hoàng Văn Lãng ho khan một tiếng, hỏi. Được thôi. Vậy làm theo lời anh ta nói đi, Tề Đẳng Nhàn nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Nếu tôi thắng, tôi sẽ lấy 500 vạn đô la Mỹ từ anh ta, nếu tôi thua thì tôi sẽ quỳ xuống, thừa nhận bản thân là kẻ lừa đảo. Jackson cười nhạo, nói cũng không thể đơn giản như vậy, nếu cậu thua, ngoài việc quỳ xuống thừa nhận mình là kẻ lừa đảo thì cậu còn phải đăng tin lên báo và mạng, tuyên bố thân phận kẻ lừa đảo của mình cho mọi người trên toàn thế giới đều biết. Tề Đẳng Nhàn búng tay một cái. Nói vậy cứ quyết định như vậy đi, bây giờ tôi sẽ đi chữa bệnh cho cô Hoàng, thị trưởng Hoàng, ông làm nhân chứng cho vụ cá cược này đi. Thời gian cá cược là một tiếng đồng hồ. Được, Hoàng Văn Lãng không nói hai lời trực tiếp đồng ý. Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng nhìn Tề Đẳng Nhàn, ngay cả Jackson còn chưa thể giải quyết, cô ta không tin Tề Đẳng Nhàn lại có năng lực này. Hơn nữa, Tề Đẳng Nhàn đồng ý cá cược sảng khoái như vậy, hẳn là bị Jackson bước đến bên vách núi không thể không cố gắng chống đỡ mà thôi. Bây giờ tôi phải đi chữa bệnh cho cô Hoàng, thời hạn một giờ, trong lúc đó các người đừng quấy rầy tôi. Một giờ sau, tôi sẽ đi ra, Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Không thành vấn đề, Hoàng Văn Lãng đồng ý. Hoàng Kỳ Bân có chút do dự, dù sao để Tề Đẳng Nhàn ở cùng một phòng với em gái, ít nhiều vẫn có chút không ổn. Có điều, anh ta cũng không dám nói thêm gì, tránh Tề Đẳng Nhàn thật sự bỏ gánh chạy lấy người. Hừ, giả thân giả quỷ, Jackson cười lạnh. Chỉ chờ một giờ sau, xem bộ mặt thật của Tề Đẳng Nhàn bị vạch trần không thể che giấu nữa. Tề Đẳng Nhàn đi vào phòng, kéo rèm cửa sổ lên, nhìn Hoàng Tình Ca đang ngây ra như phỗng, bình tĩnh nói có phải gần đây cô thường xuyên gặp ác mộng không? Mơ thấy người mẹ đã chết của mình, hơn nữa, trong mơ bà ấy thường xuyên đổ lỗi cho cô nên cô mới sinh ra ý nghĩ tự sát. Hoàng Tình Ca nhịn không được mà ngẩng đầu lên nhìn Tề Đẳng Nhàn, dưới mái tóc rối bời xóa tung là một khuôn mặt tiều tụy. Anh! Làm sao anh, biết, do lâu rồi không nói chuyện, nên khi nói ra, Hoàng Tình Ca nói khá lắp bắp. Có người âm thầm dùng tà thuật hại cô, hơn nữa, cô thử nghĩ lại xem, tình mẹ rộng bao la, trên đời này lại có người mẹ nào không hy vọng con mình sống tốt chứ? Tề Đẳng Nhàn nói tới đây thì không nhịn được mà thở dài. Hoàng Tình Ca im lặng, vòng tay ôm đầu gối. Nhìn vào mắt tôi, Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên lên tiếng. Hoàng Tình Ca theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong nháy mắt hai đôi mắt đối diện, trong mắt cô ấy lộ ra mê mang. Trong nhà Phật từng có cao tăng quán đỉnh cho đệ tử, loại quán đỉnh này không giống kiểu truyền nội lực như trong tiểu thuyết võ hiệp mà giống một loại thôi miên hơn, cũng có thể coi là thôi miên tâm linh. Thông qua loại thôi miên này, các cao tăng có thể truyền đạt ý tưởng, Phật Pháp. Lúc này, Tề Đẳng Nhàn cũng đang làm quán đỉnh tương tự với Hoàng Tình Ca, hơn nữa lực lượng tâm linh của hắn mạnh mẽ đến mức làm người ta líu lưỡi. Chỉ qua một cái nhìn nhau trong nháy mắt đã có thể hoàn thành thôi miên Hoàng Tình Ca. Ngủ đi, cô sẽ gặp lại mẹ mình, bà ấy sẽ nói với cô những lời bà ấy chân chính muốn nói. Tề Đẳng Nhàn duỗi tay nhấn vào giữa mày Hoàng Tình Ca. Cơ thể Hoàng Tình Ca theo đó mà ngã xuống, phịch một tiếng, ngã ra giường và chìm vào giấc ngủ. Tề Đẳng Nhàn thu tay về không làm gì nữa mà chỉ ngồi chờ bên cạnh. Hoàng Tình Ca ngủ rất say, hô hấp đều đều. Hơn nữa, điều kỳ diệu là trong khi ngủ, sắc mặt của cô ấy dần trở nên tốt hơn. Luồng khí đen quấn quanh ấn đường cũng chậm rãi biến mất. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy một màn này thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên,
người có võ công càng cao, khí huyết càng tràn đầy thì dương khí và chính khí cũng càng nhiều, rất dễ khắc chế những loại khí âm sát này. Bên trong không có động tĩnh gì, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Hoàng Kỳ Bân đứng bên ngoài áp tai vào cửa để nghe, nhưng bên trong ngay cả một tiếng động cũng không có, làm anh ta lòng nóng như lửa đốt. Tề đại sư hẳn là có cách độc đáo của mình, con đừng sốt ruột như thế. Hoàng Văn Lãng cũng rất lo lắng nhưng vẫn nói vậy để an ủi con trai. Nói xong, ông bất giác nhớ tới cảnh lần đầu gặp Tề Đẳng Nhàn. Khi đó, ông cũng không hề tin Tề Đẳng Nhàn nhưng cuối cùng, vẫn là Tề Đẳng Nhàn ra tay cứu ông một mạng. Từ Ngạo Tuyết ngồi gần đó không nói gì. Cô ta thực sự rất muốn xem, một giờ sau Tề Đẳng Nhàn không thể chữa khỏi bệnh của Hoàng Tình Ca sẽ giải thích thế nào với hai người Hoàng Văn Lãng và Hoàng Kỳ Bân. Về phần Giác Sơn, anh ta đã chắc chắn Tề Đẳng Nhàn đang giả vờ thần bí từ trước, nếu không, bên trong sao có thể không có động tĩnh gì. Đoán chừng lúc này tên cảnh ngục nhỏ đó đang mắt to chừng mắt nhỏ với cô Hoàng mà thôi, hắn biết tâm lý học là cái gì à? Giác Sơn kinh thường giễu cợt. Tí tách, tí tách, tí tách, thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắp hết hạn thời gian một giờ. Hoàng Tình Ca vẫn đang cuộn mình ngủ trên giường, có điều đã không an ổn như ban đầu. Lúc này, cô ấy chợt khóc, như thể mơ thấy cái gì. Mẹ, con xin lỗi, lúc ấy con không nên tùy hứng, Hoàng Tình Ca vừa khóc vừa nói mớ. Tề Đẳng Nhàn nhìn đồng hồ, thấy đã đến một giờ bèn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ rồi đột nhiên kéo rèm ra. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào trong phòng như làm sống dậy cả không gian, Hoàng Tình Ca cũng bị ánh mặt trời đánh thức. Khi cô ấy tỉnh lại vẫn không ngừng rơi nước mắt, vẻ mặt mờ mịt. Bây giờ, thấy trong lòng dễ chịu hơn chưa? Tề Đẳng Nhàn quay đầu hỏi. Cảm ơn, Hoàng Tình Ca nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, giống như chút bỏ tâm ma, cả người toát ra một loại khí chất hoàn toàn bất đồng lúc trước. Không khách khí, Tề Đẳng Nhàn cười, thản nhiên đáp. Lúc này, cửa phòng cũng bị Hoàng Văn Lãng mở ra. Giác Sơn gấp không chờ nổi xông vào đầu tiên, cười lạnh nói thời hạn một giờ tới rồi, cậu quỳ xuống cho tôi. Tề Đẳng Nhàn khó hiểu nhìn Giác Sơn, ngạc nhiên nói không phải là ông nên ngoan ngoãn giao 5 triệu khối vàng cho tôi à? Giác Sơn nghe vậy, sắc mặt lập tức đen xì, phẫn nộ nói anh định ăn quỵt à? Tôi thấy, là ông định ăn quỵt mới đúng. Tề Đẳng Nhàn vẻ mặt nghiêm túc nói. Lúc này Hoàng Văn Lãng cũng đẩy cửa bước vào phòng, thấy Hoàng Tình Ca ngồi trên giường, nhưng, không phải bộ dáng ôm hai chân cuộn tròn trên giường nữa. Ông không khỏi có hơi giật mình, sau đó nhẹ nhàng hỏi Tình Ca, con đã khỏe hơn chưa? Hoàng Tình Ca ngẩng lên nhìn Hoàng Văn Lãng, gật gật đầu, nói bố, con vừa mơ thấy mẹ. Giác Sơn nghe thấy những lời này, lập tức quay phát đầu lại, trợn tròn mắt. Hoàng Tình Ca trước đây vẫn luôn tự bế. Nhưng bây giờ, lại vì Hoàng Văn Lãng chủ động mở mồm nói chuyện. Hơn nữa còn nói một câu dài, chứ không phải mấy câu ngắn kiểu ừ hả ở các thứ. Mẹ không trách con, còn bảo con phải sống tốt, phải biết trân trọng cuộc sống hiện tại, bảo vệ gia đình thật tốt. Hoàng Tình Ca lau nước mắt nói, cả người run rẩy, thút tha thút thít. Tiểu Ca, mẹ không trách em đâu, người mẹ yêu thương nhất là em, sao mẹ lại trách em được chứ? Hoàng Kỳ Bân cũng tiến lên trước nói. Nhẹ nhàng vỗ lên vai Tình Ca. Tề Đẳng Nhàn nhìn Giác Sơn bĩu môi, cười như không cười nói ông đã thấy rõ chưa? 5 triệu khối vàng, nhanh chóng giao ra đi. Giác Sơn không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt, cơ thể không ngừng run lên, sao có thể? Một tiếng, trị khỏi căn bệnh trầm cảm nặng nhiều năm của Hoàng Tình Ca. Từ Ngạo Tuyết cũng đứng ở cửa nhìn cảnh tượng trong phòng, trong con ngươi xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc, người này, rốt cuộc dùng cách gì khiến Hoàng Tình Ca khỏe lại vậy? Hoàng Văn Lãng cũng nhận ra được vấn đề này, vội vàng nói Tề đại sư, cảm ơn cậu, thật sự vô cùng cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà bệnh tình nhiều năm nay vẫn không thể chữa được của Tình Ca đã khỏi, tôi thật sự không biết lấy gì để báo đáp. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Đến giờ này Giác Sơn vẫn không tin, lẩm bẩm nói, nhất định là các người cấu kết với nhau lừa tôi. Ngài Giác Sơn, xin tự trọng, sắc mặt Hoàng Văn Lãng lập tức đen lại, trầm giọng nói. Giác Sơn lớn tiếng nghi ngờ, trên thế giới không có ai có thể trị khỏi người mắc bệnh trầm cảm lâu năm trong một tiếng cả, các người nhất định là hợp tác với nhau lừa tôi, muốn lừa tiền của tôi. Tề Đẳng Nhàn cười khẩy, căn bệnh trầm cảm của Hoàng Tình Ca là có lý do, bởi vì cô luôn gặp ác mộng, mơ thấy mẹ cô đang trách móc cô. Nhưng thật ra, là có người âm thầm dùng tà thuật hại cô ấy. Tề Đẳng Nhàn tìm được nguyên nhân, trực tiếp giải quyết luôn từ gốc rễ vấn đề. Hoàng Tình Ca lập tức nhanh chóng có thể khỏe lại rồi, chẳng có gì lạ cả. Đám người Hoa Đê tiện bỉ ổi các người,
lại dùng cách như thế này để lừa người Mỹ cao quý như tôi. Các người là bọn lừa đảo hoành hành ngang ngược, bác sĩ giả đâu chả có, vì lừa tiền mà không từ thủ đoạn. Jackson hét lớn. Bốp, Hoàng Văn Lãng vô cùng tức giận, tát thẳng vào mặt Jackson. Ngài Jackson, ông có thể chỉ trích chúng tôi, nhưng ông không được sỉ nhục tổ quốc của chúng tôi. Trong cơ thể ông vẫn đang chảy dòng máu của con cháu Viêm Hoàng. Đừng vì bản thân đổi quốc tịch khác, mà quên mất tổ tông của mình, coi thường tổ quốc của chính mình. Hoàng Văn Lãng trầm giọng nói. Từ Ngạo Tuyết thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy đến, cũng trầm giọng trách móc rách, ông quá đáng rồi, đừng quên rằng ông cũng từng là người Hoa. Hoàng Văn Lãng lạnh giọng nói để tôi nghe lại lời như thế một lần nữa, tôi bảo đảm ông không thoát khỏi thành phố Trung Hải được. Lúc này Jackson mới nhận ra đây là Trung Quốc, chứ không phải nước Mỹ, quan chức chính phủ ở đây ai cũng có quyền có thế, một tay che trời, giống như hoàng đế vậy, nếu thật sự chọc giận vị thị trưởng này, bản thân sợ là thật sự không ra khỏi thành phố này. 5 triệu khối vàng, lấy ra đây. Tề Đảng Nhàn mỉm cười nhìn Jackson, giơ tay ra. Mặt Jackson cứng đơ, rút thẻ ngân hàng ra từ trong ví, đưa cho Tề Đảng Nhàn, khuôn mắt như chết cha chết mẹ nói mật khẩu là 6 số 0. Tề Đảng Nhàn trực tiếp giao cho Hoàng Kỳ Bân, sau đó đưa cả thẻ ngân hàng của mình cho hắn, nói làm phiền Hoàng thiếu gia giúp tôi một chuyện, chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Hắn cũng không phải là thằng ngu, nhỡ may sau khi Jackson rời đi, trực tiếp đóng băng tài khoản ngân hàng, vậy chẳng phải là một cắc tiền hắn cũng không có. Hoàng Kỳ Bân đối diện với vị ân nhân này, tất nhiên là không nói hai lời, cầm lấy thẻ ngân hàng liền dùng máy tính xử lý. Thị trưởng Hoàng, chuyện ngày hôm nay tôi thật sự xin lỗi, tôi cũng không ngờ ông ấy nói không giữ lời. Ngoài ra, chúc mừng Hoàng tiểu thư khỏe mạnh trở lại. Từ Ngạo Tuyết tiếc nuối nói với Hoàng Văn Lãng. Từ tổng khách sáo rồi, cô có thể có lòng giúp tôi tìm một vị bác sĩ tôi đã rất cảm động rồi. Hoàng Văn Lãng cười nói với Từ Ngạo Tuyết, sau đó đích thân tiễn cô rời khỏi nhà họ Hoàng. Tề Đảng Nhàn nhìn lướt qua điện thoại, phát hiện tiền đã được chuyển vào tài khoản, 5 triệu khối vàng đã được chuyển thành nhân dân tệ. Tề Đại Sư, dù sao thì vàng cũng không tiện, tôi giúp cậu đổi tất cả thành nhân dân tệ, tổng cộng là hơn 30 triệu tệ, cậu kiểm tra thử xem. Hoàng Kỳ Bân trả lại thẻ ngân hàng cho Tề Đảng Nhàn, cung kính nói. Cảm ơn Hoàng thiếu gia giúp đỡ. Tề Đảng Nhàn cười nói. Hoàng Văn Lãng mời Tề Đảng Nhàn ngồi, sau đó bàn chuyện bất động sản Trương Thị. Bất động sản Trương Thị cuống tiền bỏ chạy rồi. Hoàng Văn Lãng trầm giọng nói, tôi nghe nói nhà họ Kiều đầu tư vào bất động sản Trương Thị mấy chục triệu tệ. Tề Đảng Nhàn không khỏi ngạc nhiên, sau đó gật đầu, nói đúng vậy, tôi từng khuyên bọn họ nhưng bọn họ không nghe. Hoàng Văn Lãng cười nói vậy nhà họ Kiều cũng coi như là trong cái rủi có cái may, để tôi tiết lộ một thông tin vô cùng có lợi. Tề Đảng Nhàn ngơ ngác, bất động sản Trương Thị cũng đã cuống tiền chạy mất rồi, còn có cái nữa mà vô cùng có lợi. Bất động sản Trương Thị cuống hết sạch tiền bỏ chạy, chỉ để lại miếng đất đang chờ khai phá không đáng tiền, nó là vùng đất đai cằn cỗi của thành phố Trung Hải. Rất nhiều năm trước, đây là nơi cảnh sát chuyên dùng để xử bắn phạm nhân. Hoàng Văn Lãng lôi tấm bản đồ thành phố Trung Hải ra, vừa chỉ vừa chậm rãi nói. Tề Đảng Nhàn gật đầu, miếng đất này, bất động sản Trương Thị ban đầu chỉ mất một ít tiền để thu mua. Chỉ là, qua rất nhiều năm, Trung Hải vẫn chưa đưa miếng đất này vào quy hoạch, nên vẫn luôn bị bỏ hoang. Bây giờ bất động sản Trương Thị chạy trốn, miếng đất này bị bỏ lại. Mấy tòa nhà, cửa hàng chưa hoàn thành, tự nhiên cũng sẽ do những cổ đông mới phân chia với nhau. Nhưng, những tài sản này đều không đáng tiền, căn bản không bù đắp được tổn thất cũng ban cổ đông. Bất động sản Trương Thị lấy việc vội vàng đưa ra thị trường làm lý do, nói là phát phúc lợi cho nhân viên nội bộ, tăng vốn và mở rộng cổ phần, thông tin này truyền ra ngoài, hút về một lượng tiền lên, phải lên đến mấy tỷ tệ. Bây giờ bọn họ vừa bỏ chạy, những người bỏ tiền ra mua cổ phần, đa phần đều có ý muốn thắt cổ chết luôn cho rồi. Cái tôi muốn nói với cậu là, vận may của bất động sản Trương Thị cực kỳ không tốt. Bọn họ vừa chạy trốn, thì tỉnh liền triệu tập hội nghị, tỉnh chỉ đích danh Trung Hải đầu tiên, muốn khai phá trọng điểm vào miếng đất này, biến nơi này thành đặc khu thương mại cỡ lớn. Tay của Hoàng Văn Lãng, chỉ vào địa danh thung lũng chết. Tề Đảng Nhàn nghe đến đây, liền trầm ngâm, ngược lại không ngờ tới, đây mới thực sự là trong họa có phúc. Bất động sản Trương Thị cuống tiền chạy trốn, nhà họ Kiều lại đầu tư mấy chục triệu tệ vào, nhưng bất động sản Trương Thị vừa bỏ trốn thì tỉnh triệu tập mở hội nghị, muốn tiến hành khai phá trọng điểm thung lũng chết. Nếu bất động sản Trương Thị cố gắng thêm mấy ngày, nói không chừng, lập tức có thể từ bờ vực phá sản, một bước lên mây,
một lần nữa trở thành miếng bánh ngon ngọt của thành phố Trung Hải rồi. Đáng tiếc, lòng người hiểm ác, thấy bản thân sắp phá sản, chỉ biết ôm tiền chạy trốn, hoàn toàn không nghĩ cách giải quyết vấn đề. Liên quan đến lần triệu tập hội nghị này của tỉnh là tuyệt đối bí mật. Ôi, sao tôi lại nói đến hội nghị của tỉnh nhỉ, vừa nãy chắc tôi không lỡ nói ra cái gì đâu đúng không? Hoàng Văn Lãng ho khan, sau đó kinh ngạc nói. Không có, vừa này thị trưởng Hoàng chỉ là kể với tôi cái thung lũng chết này trước đây là nơi cảnh sát chuyên dùng để xử bắn tội phạm thôi. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Hoàng Văn Lãng lộ ra ánh mắt tán thưởng, con người ông làm việc vô cùng có nguyên tắc. Nếu như không phải lần này Tề Đẳng Nhàn cứu Hoàng Tình Ca còn hoàn toàn chữa khỏi tâm bệnh của Hoàng Tình Ca, ông cũng không để lộ thông tin quan trọng như vậy cho hắn. Hơn nữa vừa đúng lúc, nhà họ Kiều có quan hệ thân thiết với Tề Đẳng Nhàn kia, cũng đầu tư mấy chục triệu tệ vào bất động sản Trương Thị. Sau khi Tề Đẳng Nhàn rời khỏi nhà họ Hoàng, trong lòng không khỏi cảm khái, chẳng trách kinh doanh và chính trị không thể tách khỏi nhau, có chính sách mật trợ giúp, muốn làm giàu không phải là quá dễ dàng rồi sao? Cái nơi chim không thèm đậu như thung lũng chết, ai mà biết được tỉnh Đông Hải lại tự nhiên chỉ đích danh làm khu vực khai phá trọng điểm, biến nó thành đặc khu thương mại. Tề Đẳng Nhàn đâu, lúc này Hoàng Tình Ca đi ra từ trong phòng, không nhìn thấy người liền ngạc nhiên hỏi. Hoàng Văn Lãng quay đầu lại, không khỏi càng thêm ngạc nhiên, bởi vì, con gái ông hoàn toàn thay đổi rồi. Mấy năm nay, Hoàng Tình Ca luôn bị tâm bệnh dày vò, cả ngày không ra khỏi phòng, đầu tóc thì lúc nào nhớ đến mới gội, một đứa con gái. Mà lại khiến bản thân mình lôi thôi lếch thếch như thế. Mặc dù sợi tóc của cô còn sơ cứng, nhưng mà lúc này đã không còn rồi tung lên nữa, mà đã chỉnh trang lại vô cùng gọn gàng, vuốt ra sau tai, còn kẹp một chiếc kẹp tóc vô cùng tinh xảo. Bộ quần áo ngủ rúm gió cũng đã đổi thành chiếc váy Chanel liền thân đã mấy năm rồi không động đến, trên cổ tay là chiếc đồng hồ Longines đã ngừng hoạt động từ lâu, đôi khuyên tai Cartier rủ xuống bên tai, đồ trang sức trang nhã mộc mạc hoàn toàn để lộ ra vẻ đẹp ngọt ngào sẵn có của cô. Hoàng Kỳ Bân nói Tề đại sư vừa nói chuyện với bố một lúc thì về rồi. Hoàng Tình Ca không khỏi nhíu mày lại, sau đó tức giận nói mọi người chẳng lịch sự gì cả, anh ấy cứu con, hơn nữa còn trị khỏi bệnh cho con, dù sao cũng phải mời anh ấy ở lại ăn cơm chứ. Hoàng Văn Lãng ách một tiếng, dường như bị nghẹn. Vẻ mặt Hoàng Kỳ Bân cũng lộ vẻ ngượng ngùng, không biết phải nói gì. Hoàng Tình Ca oán giận dậm dậm chân, nói con không quan tâm, mọi người phải mời anh ấy quay lại, con muốn mời anh ấy ăn cơm, chân thành cảm ơn anh ấy. Ha ha ha, Tình Ca, nhà Tề đại sư hôm nay có nhiều chuyện, con cũng đừng làm phiền cậu ấy. Đợi đến sinh nhật con, bố sắp xếp cho con, đảm bảo cậu ấy cũng có mặt, có được không? Hoàng Văn Lãng hỏi. Vậy cũng được, sinh nhật ngày hôm đấy, con muốn trang điểm thành công chúa đẹp nhất buổi tiệc. Bố nhất định phải sắp xếp độc đáo một chút, Hoàng Tình Ca suy nghĩ rồi thành thật nói. Hoàng Văn Lãng đáp được, để về bố mượn bác cả con cái du thuyền, đến lúc đấy tổ chức tiệc sinh nhật trên biển cho con thấy thế nào? Hoàng Tình Ca thấy ý kiến này không tồi, sau đó cười đáp nhưng mà, Tề Đẳng Nhàn nhất định phải có mặt, nếu không, tiệc sinh nhật này không tổ chức cũng được. Được, Hoàng Văn Lãng nhanh chóng đồng ý. Hoàng Tình Ca hừ lạnh một tiếng, liền quay người rời đi. Hoàng Kỳ Bân ho khan nói bố, con nhớ người từng nói, Tề đại sư dường như đã kết hôn rồi. Đối tượng là chủ tịch tập đoàn Kiều Thị, Kiều Thu Mộng. Hoàng Văn Lãng nhàn nhạt nói chỉ cần em gái con thích, kết hôn rồi cũng đâu phải không thể ly hôn. Hoàng Kỳ Bân thiếu chút nữa là nôn ra máu, trước đây không phải ông già nhà mình còn rất hà khắc, đừng nói là người không có hậu thuẫn gì như Tề Đẳng Nhàn, có khi đến cả mấy cậu ấm nhà giàu muốn theo đuổi Hoàng Tình Ca đều bị ông trực tiếp từ chối rồi. Bây giờ em gái dường như có khuynh hướng thích một người đàn ông đã có vợ, ông lại không có bất kỳ ý kiến nào. Xem ra, em gái tự bế mấy năm nay khiến tâm tính của ông già thay đổi rồi, chỉ cần em gái vui vẻ thì thế nào cũng được. Tề Đẳng Nhàn mới quay lại biệt thự trên Sơn Trang Vân Đỉnh, liền nhận được điện thoại của Lý Vân Uyển. Ngài Tề, quả thật bị ngài nói trúng rồi, bất động sản Trương thì ôm tiền bỏ chạy rồi, bây giờ những người phải chịu khoản nợ đang chen chúc nhau sắp sập cả công ty. Nhưng trong công ty, chỉ còn lại mấy nhân viên nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lý Vân Uyển vội vàng nói. Tôi đã biết rồi, Tề Đẳng Nhàn thở dài một hơi, cô đợi chút, chú Kiều gọi điện thoại đến. Tề Đẳng Nhàn cúp điện thoại của Lý Vân Uyển trước, rồi nghe điện thoại của Kiều Quốc Đào Đẳng Nhàn, giấy chuyển nhượng quyền sở hữu 30 triệu tệ cổ phần cho cháu đang ở trong tay cháu đúng không? Cháu mang đến nhà một chút đi. Tề Đẳng Nhàn cười khổ, nói vâng, giờ cháu qua đây. Bọn chú đã sai ngay từ đầu.
còn hiểu nhầm ý tốt của cháu, mong cháu đừng để trong lòng. Kiều Quốc Đào buồn bã nói. Không sao đâu chú Kiều, chúng ta là người một nhà, không cần nói chuyện như người xa lạ như vậy, giờ cháu qua đây. Tề Đằng Nhàn nói. Nói xong, Tề Đằng Nhàn liền lấy giấy chuyển nhượng cổ phần, chuẩn bị đến nhà họ Kiều. Lý Vân Uyển lại gọi điện thoại nói tôi khuyên anh đừng qua đó sớm như thế, bây giờ nhà họ Kiều đang ôm một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết, nếu anh mà đi, khó đảm bảo không bị bọn họ phát tiết lên người. Tề Đằng Nhàn nói vậy tôi càng phải đi, chẳng lẽ lại để Thu Mộng một mình chịu đựng áp lực. Lý Vân Uyển chỉ đành thở dài một hơi rồi cúp điện thoại, chuyện này, cô ấy lực bất tòng tâm. Còn phải cảm ơn Tề Đằng Nhàn giúp cô ấy tránh được trận tai họa lần này, nếu không, bản thân sợ là đã bị tên khốn nạn Trương Thiệu Kiệt lừa mất mấy chục triệu tệ rồi. Tề Đằng Nhàn vội vàng lái con xe Phaeton đến nhà họ Kiều, đến nơi nhà họ Kiều đã cãi loạn lên rồi. Gì lớn gì bé đều đến hết rồi, người nào cũng chỉ vào mũi Kiều Thu Mộng mà mắng, mắng cô ta là đồ lừa đảo, bắt cô trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho họ. Kiều Thu Mộng vô cùng tủi thân, bản thân cô cũng đầu tư cả hai chục triệu tệ, công thêm tiền đầu tư lặt vặt của mọi người, cũng phải gần 30 triệu tệ. Kết quả, bây giờ chỉ đổi lại một đống cổ phần rác rưởi. Miếng đất thung lũng chết đấy là điều kiện thế chấp chính trong hợp đồng, số tiền đầu tư của nhà họ Kiều gần như lấy được hết phần thế chấp của bất động sản Trương Thị. Đây chính là tiền từ trên trời rơi xuống còn gì nữa. Sau khi Tề Đằng Nhàn nắm bắt được tình hình, ngược lại vô cùng vui mừng. Kết quả, biểu cảm của hắn bị mẹ vợ để ý. Bàng Tú Vân lập tức nổi trận lôi đình đứng dậy, đánh một cái vào gáy Tề Đằng Nhàn, tức giận nói cái tên khốn nhà anh, sói mắt trắng, anh bây giờ còn thấy vui sướng khi người khác gặp họa có phải không? Dì Bàng, cháu không có ý đấy. Cho dù Tề Đằng Nhàn có là cao thủ tuyệt thế, nhưng cũng không tránh được cái đánh bất ngờ của Bàng Tú Vân, làm hắn ngơ ra một lúc. Bàng Tú Vân đen mặt nói đúng, từ đầu cậu đã đoán bất động sản Trương Thị sẽ ôm tiền bỏ chạy, cậu đoán đúng rồi, chúng tôi không tin cậu. Nhưng, đây là lý do cậu ở đây cười trên nỗi đau của người khác à? Lão Kiều, ông nhìn đứa con rể ông tìm xem, chúng ta gặp nạn như vậy, dì Bảy đều đến cửa đòi nợ rồi, cậu ta còn vui sướng khi thấy người khác gặp họa, còn cười nữa. Người như vậy mà ông cũng giữ trong nhà à? Sắc mặt Kiều Quốc Đào cũng trở nên khó coi, nói Đằng Nhàn. Lúc đầu không tin cháu, là lỗi của chúng ta nhưng... Tề Đằng Nhàn vội vàng giải thích, nói chú Kiều, vừa nãy đúng là cháu có cười, nhưng không phải là cười trên nỗi đau của người khác. Mà là chúng ta phát tài rồi. Phát tài, tài ở đâu ra mà phát? Bây giờ cái ghế chủ tịch của Kiều Thu Mộng còn ngồi không vững. Bàng Tú Vân quát lớn. Kiều Thu Mộng cũng quay đầu lại, mặt đầy thất vọng nhìn Tề Đằng Nhàn, không ngờ tới lúc quan trọng như thế này, anh ấy không đến giúp thì thôi đi. Còn đến đây thêm phiền phức. Tề Đằng Nhàn ho khan một tiếng, nói là thế này, miếng đất thung lũng chết là điều kiện thế chấp chính của bất động sản Trương Thị, giờ bọn họ bỏ chạy, phần lớn miếng đất này đều rơi vào tay chúng ta còn gì nữa. Chúng ta lấy được miếng đất này, không phải là phát tài rồi sao? Cậu CMN là bị ngu à? Miếng đất tân thế kỷ bên kia mới gọi là tấc đất tấc vàng, lấy được mới gọi là phát tài, cái nơi chim không thèm đậu như thung lũng chết, mà cậu lại nói là phát tài. Bàng Tú Vân vô cùng tức giận. Khụ, cháu nhận được một số thông tin từ bạn, miếng đất này khai phá trọng điểm, chúng ta thực sự phát tài rồi. Tề Đằng Nhàn bất đắc dĩ nói. Thằng danh con, anh nghĩ anh là chủ tịch nước à, nói khai phá miếng đất nào thì khai phá miếng đất đấy à. Anh bớt ở đây diễn kịch đi, đừng nghĩ tôi không biết anh đang lừa chúng tôi. Miếng đất này thật sự đáng tiền thì bất động sản Trương Thị sớm đã biết rồi, còn lấy ra làm vật thế chấp. Đồ lòng dạ rắn rết. Đến lúc này rồi còn muốn lừa chúng tôi. Miếng đất này anh thích thì chúng tôi cho anh lấy xây mộ là được rồi. Đám họ hàng nhao nhao chĩa mũi súng về phía Tề Đằng Nhàn, chỉ vào mũi hắn mà mắng. Kiều Thu Mộng không khỏi ngẩn người ra, chẳng lẽ Tề Đằng Nhàn muốn dùng cách này để chuyển sự chú ý của đám họ hàng, giúp mình không bị mắng nữa. Mình trách nhầm anh ấy rồi. Tề Đằng Nhàn cũng không phải là một nắm đất, mặc người ta nhào nặn, nghe được những lời này. Sắc mặt hắn lạnh xuống, nói các người thích tin thì tin. Lúc này xe của Kiều Thanh Vũ dừng ở trước cửa, cô ta bước xuống xe, trực tiếp trách móc nói Kiều Thu Mộng, cô nhẹ dạ cả tin lời gièm pha của Trương Thiệu Kiệt, làm hại họ hàng, khiến mọi người chịu tổn thất lên đến hàng chục triệu tệ, cũng khiến công ty phải chịu gánh nặng khổng lồ. Cô xứng đảm nhận chức chủ tịch này không? Nếu như cô không có năng lực, thì sớm cút khỏi vị trí đấy nhường cho người tài đi, đừng tu hú chiếm tổ mãi chứ. Đám họ hàng thân thích nghe lời của Hoàng Thanh Vũ, cũng nhao nhao chêm lời vào,
ý chính là nói Kiều Thu Mộng không xứng làm chủ tịch, hại bọn họ mất oan tiền. Kiều Thu Mộng vô cùng tủi thân, cô ta cũng không ngờ rằng bất động sản Trương Thị rõ ràng đang phong quang vô hạn lại đột nhiên bỏ trốn. Kiều Thu Mộng, hôm nay mà cô không trả lại cho chúng tôi số tiền đã mất, thì chức chủ tịch này cô đừng làm nữa. Đám họ hàng lại bắt đầu giống to lên. Kiều Quốc Đào cũng không biết phải làm sao, tiền thật sự bị bất động sản Trương Thị cuốm đi hết rồi, mọi người bức bách Kiều Thu Mộng, con bé cũng không tìm được lý do trốn tránh nào hợp lý. Hơn nữa, bọn họ cũng đã đổ hết tiền vào bất động sản Trương Thị rồi, bây giờ thực sự không lấy ra tiền trả lại cho đám họ hàng này nữa rồi. Kiều Thanh Vũ tỏ vẻ đắc ý, chỉ cần Kiều Thu Mộng không trả được tiền cho bọn họ, cô ta liền có thể đạp Kiều Thu Mộng khỏi ghế chủ tịch và ngồi lên rồi. Thậm chí, đuổi cả nhà Kiều Thu Mộng ra khỏi hội đồng quản trị tập đoàn Kiều Thị cũng không phải vấn đề khó khăn gì. Tôi, Kiều Thu Mộng cắn chặt môi, tôi không có tiền. Cái gì, không có tiền, chúng tôi bị cô và Trương Thiệu Kiệt lừa mất mấy chục triệu tệ, bây giờ cô nói với chúng tôi không có tiền. Kiều Thu Mộng, lập tức nôn tiền ra đây, một xu cũng không được thiếu, nếu không hôm nay chúng tôi xé nát cô. Đúng vậy, không trả lại tiền, chúng tôi đập nát nhà cô, để cô ra ngoài đường ngủ. Nếu cô không lấy được tiền thì cút ra hộp đêm mà làm điếm, có làm điếm cũng phải kiếm đủ tiền trả cho chúng tôi. Bọn họ hoàn toàn tức giận rồi, lời nói quá đáng nào cũng nói hết, nói không lựa lời. Sắc mặt Tề Đảng Nhàn lạnh đến mức khó coi, nói các người là người một nhà à. Gặp nạn chẳng phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao, nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều làm khó Thu Mộng, có ý nghĩa không? Dì Bảy nói trả lại tiền cho tôi, thì tôi tự nhiên cũng không làm khó cô ta nữa. Tề Đảng Nhàn cũng dập tắt hoàn toàn ý định để đám họ hàng này cùng nhau phát tài, lạnh lùng nói tiền đúng không? Được, đem hợp đồng của bất động sản Trương Thị ra đây, tôi thu mua tất cả với giá gốc. Cái gì, mọi người nghe xong, trực tiếp ngẩn người ra. Đến cả Kiều Quốc Đào và Bàng Tú Vân cũng không khỏi há hốc mồm, Tề Đảng Nhàn cũng gáy to thật đấy, muốn mua đứt toàn bộ hợp đồng của bọn họ. Kiều Thu Mộng cắn mộng, nói Tề Đảng Nhàn, anh đừng gây thêm phiền phức nữa, tôi đã... Cô không cần nói nữa, chuyện tiếp theo để tôi xử lý. Tề Đảng Nhàn lạnh giọng nói. Tề Đảng Nhàn che chắn trước người của Kiều Thu Mộng, lạnh lùng nói có phải là chỉ cần đưa tiền cho các người thì các người sẽ không bắt Thu Mộng rời khỏi ghế chủ tịch nữa đúng không? Kiều Thanh Vũ gật đầu nói đúng, vậy anh đưa tiền đây. Ha ha ha, một cảnh ngục nhỏ bé như anh cũng đòi mua hết hợp đồng của chúng tôi. Anh nói đùa gì vậy? Tiền lương một tháng của anh có được đến 5.000 tệ không? Nhiều hợp đồng như thế. Giá trị ít nhất cũng phải 20-30 triệu tệ, anh làm mấy đời cảnh ngục cũng không kiếm được nhiều tiền như thế. Buồn cười thật đấy, không có tí bản lĩnh nào, còn học làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi thấy anh chính là phế vật, chó cũng không bằng. Tề Đảng Nhàn lạnh lùng nói tôi có thể lấy ra số tiền này, các người muốn tiền thì ngậm cái miệng lại, nếu không ông đây không vui thì một xu cũng không đưa. Đám họ hàng lập tức im lặng, mặc kệ Tề Đảng Nhàn nói là thật hay là giả. Bây giờ bọn họ đã không còn đường sống nữa rồi, có một chút hy vọng còn hơn không? Anh chắc chắn không có tiền, cố làm ra vẻ chỉ là muốn giải vây cho Kiều Thu Mộng. Tôi cũng thấy thế, chắc chắn là không có tiền, nếu như có tiền, thái độ của Kiều Thu Mộng cũng sẽ không hèn mọn như thế. Đám họ hàng nhẹ giọng nói chuyện với nhau, không còn tranh luận ầm ĩ nữa. Tề Đảng Nhàn bình tĩnh nói được, là cô nói đấy. Sau đó hắn nhìn xung quanh một vòng, nói mọi người đều nghe Kiều Thanh Vũ nói rồi đấy. Tôi hy vọng cô ta có thể tuân thủ lời hứa, có mọi người chứng kiến. Ngu đần, Kiều Thanh Vũ nghe đến đây, không nhịn được cười lạnh, khoanh tay thờ ơ nhìn hắn, trong mắt cô ta, Tề Đảng Nhàn chỉ như một chú hề đang nhảy nhót mà thôi. Đem hợp đồng của mọi người đến đây, tôi thu mua tất cả bằng giá gốc. Tề Đảng Nhàn rút thẻ ngân hàng của mình ra, nói với đám họ hàng nhà họ Kiều. Một người họ hàng tiến lên phía trước, đem bản hợp đồng trị giá 3.800.000 tệ đưa cho Tề Đảng Nhàn. Tề Đảng Nhàn không nói nhiều, bắt đầu cúi đầu chuyển khoản. Hờ, giả vờ giả vịt, cũng giống đấy. Kiều Thanh Vũ cười lạnh, lẳng lặng nhìn Tề Đảng Nhàn diễn kịch. Kiều Thu Mộng bên cạnh cũng không chịu được mà phát điên, chuyện này đã làm ầm ĩ đến thế rồi, Tề Đảng Nhàn vẫn còn có tâm trạng ở đấy lòe thiên hạ. Bàng Tú Vân cũng không khỏi tức giận nói với Kiều Quốc Đào ông nhìn thằng con rể ông chọn đi, lửa cháy đến nút rồi còn có tâm trạng nhảy nhót khắp nơi như một thằng hề. Kiều Quốc Đào cũng nghẹn lời. Cách làm này của Tề Đảng Nhàn, khiến ông càng cảm thấy không có hy vọng. Đinh, điện thoại trong tay người họ hàng này vang lên một tiếng, ông nhấc điện thoại lên, không khỏi ngạc nhiên, 3.800.000 tệ được chuyển khoản đến rồi.
Tề Đẳng Nhàn ký tên lên hợp đồng chuyển nhượng, sau đó vẫy tay, nói người tiếp theo. Ha ha ha, cảm ơn, ông ta vui sướng nói. Đám họ hàng thấy Tề Đẳng Nhàn thật sự có tiền mua đống hợp đồng rác rưởi trong tay bọn họ, ai ai cũng vội vàng vung vẩy hợp đồng trong tay nhào lên phía trước, bao vây lấy hắn. Kiều Thanh Vũ ngẩn người ra, 3.800.000 tệ, Tề Đẳng Nhàn nói mua là mua. Anh ta không phải là cảnh ngục à, lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Một nhà ba người Kiều Thu Mộng cũng ngơ rồi, trong lòng vô cùng kinh ngạc, Tề Đẳng Nhàn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Kiều Thanh Vũ, cô phải thực hiện lời hứa rồi. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói với Kiều Thanh Vũ, anh mới mua được một phần hợp đồng, còn nhiều hợp đồng chưa xử lý, hừ. Kiều Thanh Vũ hừ lạnh, khinh thường như trước. Một người họ hàng lấy ra hợp đồng trị giá 8 triệu tệ, đưa cho Tề Đẳng Nhàn. Vừa nãy bà chửi Thu Mộng ghê lắm cơ mà, hợp đồng của bà tôi cũng không muốn mua lắm. Nếu bà muốn giao dịch với tôi, thì phải xin lỗi Thu Mộng trước. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, bà ta tức không nói nên lời. Tề Đẳng Nhàn liền quay đầu đi xử lý cho người khác, hợp đồng này cũng không ít tiền, 5 triệu tệ, đinh một tiếng, đã chuyển khoản xong. Bà ta thấy vậy, liền cắn răng, quay đầu lại nói với Kiều Thu Mộng, Thu Mộng, xin lỗi, vừa nãy dì nói hơi nặng lời, mong con không trách gì. Kiều Thu Mộng ngẩn người ra, không ngờ người kiêu ngạo như dì bảy cũng sẽ xin lỗi mình. Đang định trả lời lại, bà ta đã quay người đi, tức giận nói với Tề Đẳng Nhàn, tôi xin lỗi rồi, anh không lấy ra được tiền trả cho tôi. Tôi không để yên cho cả nhà anh. Tề Đẳng Nhàn muốn để người này tâm phục khẩu phục xin lỗi là chuyện không thể, nhưng khiến bà ta nhận sai ngoài miệng cũng không tồi rồi. Sau khi lấy hợp đồng của bà ta liền ký tên lên rồi trực tiếp chuyển 8 triệu 200.000 tệ cho bà ta. Nhận được rồi, nhận được rồi. 8 triệu 200.000 tệ, một xu cũng không thiếu. Ha ha ha, lần này bị bất động sản Trương Thị lừa, không ngờ đến, lại có một tên ngốc đồng ý mua hợp đồng, người lỗ không phải là mình. Tôi đi trước đây, mọi người tiếp tục nhé. Có một thằng ngốc đồng ý lấy tiền ra mua hợp đồng của chúng ta, thật may quá. Bà ta lấy được tiền rồi, liền quay người rời đi, còn không quên chào phúng Tề Đẳng Nhàn là thằng ngu. Kiều Quốc Đào nhìn không nổi nữa, đi lên trước, ho khan một tiếng, nói Đẳng Nhàn, số tiền này, là bọn chú nợ, cháu không cần lấy tiền của mình để trả đâu, bọn chú sẽ nghĩ cách. Hơn nữa, miếng đất thung lũng chết đấy thật sự không đáng một xu. Cháu thu mua mấy bản hợp đồng này, đồng nghĩa với việc ném tiền xuống nước đấy. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, nói với Kiều Quốc Đào, chú Kiều, cháu đã nói rồi, giá trị của thung lũng chết nhất định sẽ tăng mạnh, bọn họ không tin thì cũng thôi đi, đến lúc đấy tới cầu xin cháu trả họ bất động sản, cũng không dễ dàng như này rồi. Bây giờ lấy giá thấp thu mua, đồng nghĩa với tiền từ trên trời rơi xuống, chú đừng ngăn cháu phát tài nữa. Hơn nữa, người một nhà không nói những lời khách sáo. Bọn họ làm khó dễ nhà chú, cháu chắc chắc sẽ không ngồi im không giúp. Bàng Tú Vân cũng vội vàng nói, đúng vậy, lão Kiều à. Tề Đẳng Nhàn nó có tiền, có thể giúp chúng ta giải quyết rắc rối, ông đừng làm phiền nó nữa. Nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn lại tiếp tục thu mua hợp đồng. Kiều Thu Mộng nhìn cảnh này, không biết phải nói gì, cô vẫn luôn vô cùng tán thưởng Trương Thiệu Kiệt, vậy mà lại ôm tiền chạy trốn, đến cuối cùng. Chỉ có Tề Đẳng Nhàn người mà cô luôn khinh thường thay cả nhà họ giải quyết rắc rối. Điều này làm cô không nhịn được nghi ngờ, hôm uống say đó rốt cuộc là ai đã cứu cô? Thật sự là Trương Thiệu Kiệt sao? Với cái phẩm chất ôm tiền bỏ trốn của hắn ta, khiến Kiều Thu Mộng không thể tin được. Hay là Tề Đẳng Nhàn? Nhưng Lý Vân Uyển rõ ràng nói với cô, là Trương Thiệu Kiệt cứu cô. Kiều Thanh Vũ thấy Tề Đẳng Nhàn không ngừng thu mua hợp đồng của đám họ hàng, sắc mặt không khỏi đen lại. Kiều Thu Mộng, hôm nay coi như cô may mắn. Kiều Thanh Vũ hử lạnh một tiếng, muốn âm thầm rời đi. Lại bị Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy, nhưng hắn cũng lười để ý, hoàn toàn coi như không thấy gì. Kể cả Kiều Thanh Vũ có không đi, đến cuối cùng chắc chắn vẫn sẽ nghĩ ra một đống lý do để ăn quỵt. Tề Đẳng Nhàn kiếm được 30 triệu tệ từ tay Jackson, còn chưa kịp cầm nóng tay đã tiêu hết rồi, tất cả hợp đồng của đám họ hàng nhà họ Kiều đều rơi vào tay hắn. Bọn lấy được tiền xong. Mặt mày ai cũng rực rỡ hẳn lên, liên mồm tâng bốc Kiều Quốc Đào kiếm được đứa con rể tốt. Đợi đến khi bọn họ rời đi hết, Bàng Tú Vân mới cười ha hả đi lên trước, nói Đẳng Nhàn, nhà chúng ta còn có một bản hợp đồng hơn 30 triệu tệ nữa, hay là cháu cũng thu mua luôn đi. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, còn chưa kịp nói gì, Kiều Quốc Đào đã quát mắng Tú Vân, Đẳng Nhàn đã giúp ta giải quyết phiền phức, cũng tiêu nhiều tiền như thế rồi, sao bà vẫn còn muốn lừa thằng bé thế hả? Là cậu ta tự nói miếng đất đấy sẽ tăng giá chứ bộ.
Bàng Tú Vân không nhịn được bĩu môi, sau đó nói tôi là đang giúp cậu ấy phát tài mà. Nhìn thấy Kiều Quốc Đào lửa giận bừng bừng, Bàng Tú Vân cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể oán giận ở trong lòng, bất đắc dĩ ngồi sang một bên. Kiều Quốc Đào than thở với Tề Đẳng Nhàn, nói lúc đấy chúng ta không nghe cháu, là bọn ta sai, bây giờ lại để giúp đến giúp đỡ giải quyết rắc rối, thật sự là vô cùng thấy áy náy với cháu. Chú Kiều, chú không cần phải khách sáo, lần này là bọn họ cũng là trong cái rủi có cái may. Qua một thời gian nữa, bọn họ sẽ biết, thung lũng chết có giá đến mức nào. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Bàng Tú Vân vội vàng nói ông cũng nghe thấy rồi đấy, mau lấy hết hợp đồng ra đây, để thằng bé Thu mua nốt. Kiều Thu Mộng cũng thấy làm như thế rõ ràng là qua cầu rút ván, ho khan một tiếng, nói mẹ, chuyện này thôi đi, hợp đồng 30 triệu tệ đấy, chúng ta tự giữ, nhớ may, thật sự như anh ấy nói, miếng đất này thật sự sẽ tăng giá. Thung lũng chết có mà tăng giá bằng mắt, Tề Đẳng Nhàn bất lực, vừa mới lúc nãy, chính mồm thị trưởng Hoàng Văn Lãng nói với hắn, thung lũng chết sẽ được khai phá thành đặc khu thương mại, giá trị của mảnh đất đấy chắc chắn cũng sẽ là tấc đất tấc vàng. Bàng Tú Vân vẫn muốn Tề Đẳng Nhàn mua nốt bản hợp đồng trong tay Kiều Thu Mộng, bù lại 30 triệu tệ đã mất. Dì Bàng, cháu tiêu sạch tiền mua lại đống hợp đồng trong tay họ Hàng rồi. Tề Đẳng Nhàn bất lực, bật điện thoại lên đưa cho bà ta xem số dư tài khoản. Bàng Tú Vân liếc qua, lập tức trợn trắng mắt, nói cậu đúng là cái đồ vô tích sự, có nhiều tiền như thế, cũng không biết đưa cho người nhà trước. Tề Đẳng Nhàn cạn lời, hơi không hài lòng với cái cách qua cầu rút ván của Bàng Tú Vân, nhưng cũng không tiện nói gì thêm. Có thể khiến người độc ác như nhị đương gia cảm thấy tức giận cũng chỉ có nhà họ Kiều này. Tề Đẳng Nhàn, lần này anh giúp tôi vượt qua cửa ải khó khăn, tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ thật kỹ, tôi sẽ cố gắng trả lại tiền cho anh sớm nhất có thể. Kiều Thu Mộng lạnh lùng nói với Tề Đẳng Nhàn. Được, Tề Đẳng Nhàn nhún nhún vai, Kiều Thu Mộng đã muốn vạch rõ ranh giới, hắn cũng lười nói nhiều. Anh đừng nghĩ giúp tôi được lần này, tôi sẽ cảm động lấy thân báo đáp, chuyện đấy là không thể nào. Kiều Thu Mộng lạnh lùng nói. Tề Đẳng Nhàn cạn lời, Kiều Thu Mộng rõ ràng là nghĩ nhiều rồi, hắn còn lâu mới có ý định lấy ân báo oán. Dù sao, thung lũng chết tăng giá là chuyện rõ như ban ngày, có tiền không kiếm không phải là đồ ngu à. Hơn nữa, còn có thể thuận tiện giúp nhà họ Kiều giải quyết rắc rối, một mũi tên trúng hai đích. Kiều Quốc Đào rất lo lắng cho số tiền Tề Đẳng Nhàn đã bỏ ra, nhưng Tề Đẳng Nhàn bảo ông đây là con đường đúng, ông không cần phải lo lắng. Đa phần là tài sản tích trữ trước khi rời khỏi nhà họ Tề thôi, sau này nghĩ cách trả lại cho anh ta là được. Kiều Thu Mộng nghĩ trong lòng, thái độ vẫn kiêu ngạo như trước. Lúc này Kiều Quốc Đào nhận được tin tức, quay đầu lại nói với Kiều Thu Mộng nói Thu Mộng, tối nay tập đoàn Hứa thì tổ chức một buổi tiệc, còn với Đẳng Nhàn đi đi, cũng cho thằng bé cơ hội làm quen những nhân vật đứng đầu Trung Hải. Kiều Thu Mộng gật đầu, sau đó cảnh cáo Tề Đẳng Nhàn đừng làm mất mặt tôi là được. Tề Đẳng Nhàn cạn lời. Thật ra, tiệc tối nay là tập đoàn Hướng Thị vội vàng tổ chức cho hai vị chuyên gia tài chính tiếng tăm lừng lẫy từ Phú Uôn. Hai vị chuyên gia này cũng là do Tề Đẳng Nhàn nhờ Cổ Tân Tư Cơ mời tới. Hướng Đông Thanh muốn bày tỏ lòng tôn trọng, lập tức sắp xếp tiệc tối hôm nay, mời các nhân vật nổi tiếng đến tham gia, đồng thời, cũng muốn dùng danh tiếng của hai vị chuyên gia để đe dọa tập đoàn Hổ Môn đang nhìn chằm chằm họ như hổ rình mồi. Hai vị chuyên gia tài chính đúng lúc là một cặp vợ chồng. Hơn nữa người đàn ông họ Smith, vì vậy, liền bị giới tài chính ca tụng là vợ chồng Smith. Đến khách sạn Lam Thiên dưới trướng tập đoàn Hướng Thị, Kiều Thu Mộng liền giơ thẻ công tác của chủ tịch tập đoàn Kiều Thị ra, dẫn Tề Đẳng Nhàn vào trong bữa tiệc. Mộng Mộng, cuối cùng cậu cũng đến rồi, hôm nay có rất nhiều nhân vật lớn đến. Lý Vân Uyển xuất hiện, mặc một bộ lễ phục đỏ rực, làm tôn lên đường cong hoàn mỹ. Vân Uyển, cậu đến sớm thế, Kiều Thu Mộng cười nói. Bữa tiệc quả thật có rất nhiều nhân vật lớn, chỉ là, bữa tiệc này tổ chức quá vội vàng, những đại lão ở tỉnh ngoài không kịp đến, nếu không, bữa tiệc còn náo nhiệt hơn nữa. Lý Vân Uyển nhìn bộ dạng của Tề Đẳng Nhàn, không khỏi cười phụt ra một tiếng, nói Mộng Mộng, cậu cũng thật là, không biết mua cho anh ấy bộ nào vừa người một tí à? Vừa mới nhận được thông tin của tập đoàn Hướng Thị, làm gì có thời gian mà chuẩn bị? Kiều Thu Mộng lạnh nhạt nói. Lý Vân Uyển ngược lại vô cùng vui mừng. Nếu như Kiều Thu Mộng thật sự có lòng, hoàn toàn có đủ thời gian đưa Tề Đẳng Nhàn ra trung tâm thương mại mua một bộ tây trang mới. Nhưng có thể thấy, mối quan hệ giữa hai người vẫn không hòa hợp. Tề Đẳng Nhàn chưa ăn tối, nhìn thấy trên bàn dài bày đầy những món ăn tinh xảo, lập tức đi đến, cầm đĩa bắt đầu ăn. Như con ma đói đầu thai, thật là mất mặt,
Kiều Thu Mộng không nhịn được lắc đầu, bắt đầu hối hận lúc đấy đồng ý bố đưa Tề Đảng Nhàn đến tập đoàn Hướng Thị để làm quen. Lúc này Vương Hổ cũng đến rồi, anh ta vừa xuất hiện, mọi người lập tức xúm đến, nhao nhao chào hỏi anh ta. Vương Hổ cười ha hả bắt tay với từng người một, tự nhiên phóng khoáng, phong thái nhẹ nhàng. Kiều Thu Mộng ngưỡng mộ nhìn Vương Hổ, nói tập đoàn Hổ Môn là một trong những tập đoàn hàng đầu thành phố Trung Hải rồi, không biết đến bao giờ chúng ta mới làm được đến bước đấy. Lý Vân Uyển nhìn ra sự ngưỡng mộ trong mắt Kiều Thu Mộng, trong lòng cảm thấy buồn cười, đây chính là có phúc mà không biết hưởng, lại đi ngưỡng mộ cái thứ rẻ rách. Em họ Vương Hổ, Vương Báo còn bị Tề Đảng Nhàn dạy dỗ một trận, hơn nữa, dựa vào hậu thuẫn của Tề Đảng Nhàn, dường như thật sự không sợ tập đoàn Hổ Môn, thậm chí đến cả quái vật khổng lồ như Long Môn họ cũng không kính nể một tí nào. Mộng Mộng, kia là Lâm Vãn Thu đúng không? Lý Vân Uyển đột nhiên giơ tay chỉ vào một người phụ nữ, hỏi. Đúng là cậu ấy rồi, không ngờ, qua nhiều năm như vậy, cậu ấy xoay người một cái đã trở thành một minh tinh nổi tiếng. Kiều Thu Mộng nhìn cô gái tỏa ra ánh sáng rực rỡ trước mặt, cảm thán. Lý Vân Uyển cười nói tập đoàn Kiều Thị của cậu không phải đang tìm một người đại diện à. Tớ thấy cậu ấy cũng được đấy, trước đây chúng ta còn là bạn học, cậu mở lời với cậu ấy chắc sẽ không từ chối đâu. Kiều Thu Mộng liền đáp được, vậy để tớ đi thử xem sao. Nhìn thấy Kiều Thu Mộng, Lâm Vãn Thu hơi kinh ngạc, sau đó chào hỏi cô ta. Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Kiều Thu Mộng mới nói Vãn Thu, tập đoàn Kiều Thị của tớ đúng lúc đang thiếu một người đại diện, tớ thấy cậu chắc chắn là người phù hợp nhất. Lâm Vãn Thu kinh ngạc nói thật không? Vậy thật sự là vinh dự của tớ rồi. Kiều Thu Mộng nghe xong không khỏi ngạc nhiên, không ngờ Lâm Vãn Thu lại đồng ý nhanh như thế. Lâm Vãn Thu bây giờ chính là minh tinh hạng nhất chạm tay là bỏng, những nhãn hiệu từng nhờ cô ấy quay quảng cáo, làm người đại diện đều như cá gặp nước. Nếu tập đoàn Kiều có thể ký hợp đồng đại diện với cô ấy, vậy thì, hình tượng và địa vị của tập đoàn chắc chắn sẽ một bước lên mây. Quả nhiên là bạn học cũ, nể tình cũ rồi. Kiều Thu Mộng nghĩ trong lòng. Trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Lâm Vãn Thu hỏi lúc nào ký hợp đồng. Kiều Thu Mộng nói bây giờ mình sẽ cho người đi sắp xếp làm hợp đồng. Cô lập tức gọi điện thoại về công ty, bảo người chuẩn bị hợp đồng. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, liền cười nói với Lâm Vãn Thu. Vãn Thu, đã chuẩn bị xong rồi, cậu xem lúc nào có thể cùng mình đi ký hợp đồng, bàn giá cả. Lâm Vãn Thu nghe cậu này ngược lại cười ha hả, nhìn chằm chằm Kiều Thu Mộng, chậm rãi nói Kiều Thu Mộng. Cô nghĩ rằng tôi thật sự muốn ký hợp đồng với công ty của cô làm người đại diện à? Kiều Thu Mộng giận đơ người. Cô cũng không tự soi gương nhìn xem, nhìn tí giá trị đấy của tập đoàn Kiều Thị đi. Tôi quay quảng cáo đều là những nhãn hiệu hàng đầu như Nike, Mastercom, Dell, cô nghĩ cô xứng à? Nói đùa với cô một tí, cô cũng tưởng thật, thật là buồn cười. Với địa vị trong làng giải trí như tôi, tập đoàn của các cô cũng xứng à? Đầu óc Kiều Thu Mộng mơ hồ. Khó xử nói tôi tưởng cô sẽ nhớ đến tình cảm khi là bạn cùng lớp với nhau. Bạn cùng lớp, ai là bạn cùng lớp với cô, là bạn cùng lớp với người như cô, tôi cảm thấy là một điều sỉ nhục đây. Nghe nói gần đây cô kết hôn với một giám ngục nhỏ. Ha ha ha, không nghĩ tới lúc trước ở trường học là hoa hậu giảng đường cao cao tại thượng, lại có thể lưu lạc đến hoàn cảnh này. Kiều Thu Mộng đau khổ cô không muốn thì thôi, có cần phải cố ý đùa giỡn tôi, thậm chí còn nói những lời đó cười nhạo tôi. Lâm Vãn Thu hừ lạnh một tiếng, hờ hững nói, bây giờ tôi đã là một ngôi sao hạng A rồi, chạm tay có thể bỏng. Cô là cái gì, cũng xứng nói với tôi những lời này. Còn muốn tôi làm người đại diện cho cô sao? Phí làm đại diện của tôi, cô có đủ không? Hơn nữa, đại diện cho tập đoàn các cô, đó là hạ thấp giá trị và địa vị của tôi. Lý Vân Uyển ở một bên nghe được những lời này cũng có chút không nhịn được lửa giận, trầm giọng nói, Lâm Vãn Thu, cô quá đáng rồi. Sau khi nổi tiếng rồi liền hống hách đúng không, ngay cả bạn học cũ cũng muốn bắt nạt. Lâm Vãn Thu cười nhạo một tiếng, tôi bắt nạt cô ta thì sao? Cô ta không có bản lĩnh, không phải là để tôi bắt nạt sao? Có bản lĩnh thì cô tài giỏi như Hướng Tổng đi, vậy tôi lập tức quỳ xuống liếm chân cô ấy. Tề Đảng Nhàn không biết từ lúc nào từ một bên đi tới, trong tay bưng đồ ăn, thản nhiên nói, cô quỳ liếm chân cho Thu Mộng, đúng là không xứng. Anh chính là tên giám ngục đó. Thật đúng là người như tên, giống như một kẻ đầu đường xó chợ. Hoặc là nói như vậy cũng không đúng, quả thực chính là tên rác rưởi. Nhìn quần áo của anh xem, thật sự là làm cho người ta không cả muốn chửi bới, đến tham gia tiệc rượu sang trọng như vậy, lại có thể ăn mặc giống như tên ăn mày. Tập đoàn Kiều Thị sắp phải phá sản à,
Kiều Thu Mộng ngay cả tiền mua cho anh một bộ trang phục vừa vặn cũng không có. Tôi nể tình năm đó tôi và Kiều Thu Mộng là bạn học cũ, anh quỳ xuống liếm sạch sẽ giày của tôi sẽ mở lòng từ bi tặng anh một bộ. Lâm Vãn Thu nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đi tới, ôm hai cánh tay, cười lạnh mở miệng vẻ mặt khinh thường cùng chán ghét. Lâm Vãn Thu bỗng nhiên cười ha ha đứng lên, mọi người lại đây xem toàn cảnh tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thị đi ăn xin. Nói là muốn tôi niệm tình năm đó là bạn học cũ, để tôi làm đại diện thương hiệu miễn phí cho cô ta, có người như vậy sao? Mọi người nghe nói như vậy, ánh mắt nhìn về phía Kiều Thu Mộng đều mang theo vài phần khinh thường. Tất cả ở đây đều là người kinh doanh, ân huệ qua lại giữa hai bên là bình thường, nhưng hở ra là muốn xin xỏ miễn phí, quả thực có chút làm cho người ta chán ghét cùng khinh thường. Kiều Thu Mộng cuống quýt giải thích, tôi không nói miễn phí. Tôi nói giá cả có thể thương lượng. Tập đoàn Kiều Thị, cái doanh nghiệp rác rưởi nào vậy, chưa bao giờ nghe nói qua. Đừng nói là một công ty trái phép nha, bây giờ ngay cả công ty chui cũng có thể thành lập tập đoàn. Một công ty nhỏ có vốn thị trường không quá mấy trăm triệu đi, ở bất động sản làm ăn lẻ tẻ, muốn làm một vài ngành công thương nghiệp nhỏ, không có tiếng tăm gì. Ha ha ha, cô Lâm chính là người nổi tiếng chụp quảng cáo cho các công ty như Nike, Dell, đại diện cho loại doanh nghiệp rác rưởi như tập đoàn Kiều Thị. Không phải là tự hạ thấp vị trí sao? Càng buồn cười chính là, Kiều Thu Mộng này thế mà còn yêu cầu cô Lâm làm miễn phí, mặt cô ta có bao nhiêu quý trọng. Bọn họ rõ ràng không đem lời của Kiều Thu Mộng đặt ở trong lỗ tai, đều nhao nhao cười nhạo tập đoàn Kiều Thị không biết tự lượng sức mình. Mặt Kiều Thu Mộng đỏ bừng, một câu cũng không nói nổi. Lâm Vãn Thu nhìn dáng vẻ quẫn bách của Kiều Thu, không khỏi bật cười, dẫm lên người từng là hoa khôi trường học, thật sự là một chuyện vui vẻ. Mấy người nhìn xem, tập đoàn Kiều Thị nghèo kiết hủ lậu, còn muốn mời cô Lâm làm đại diện. Nhìn chồng cô ấy ăn mặc như một người ăn xin, quần áo chật trội như vậy, còn tới tham gia yến hội, giả bộ giàu có sao. Ha ha, nghe nói Kiều Thu Mộng kết hôn với một cai ngục nhỏ, tôi còn không tin, nhưng hiện tại xem ra lời này không sai. Kiều Thu Mộng thật đúng là keo kiệt hết sức, ngay cả tiền mua quần áo cho chồng mình cũng không muốn bỏ ra. Khó trách muốn cô Lâm người ta miễn phí cho, đúng là đồ không biết xấu hổ. Kiều Thu Mộng thật không ngờ, quần áo Tề Đẳng Nhàn lại trở thành lý do để những người này công kích mình. Lâm Vãn Thu đảo mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn, cười tủm tỉm nói, anh có muốn quỳ xuống liếm giày cho tôi không? Tôi sẽ chọn cho anh một bộ Âu phục hàng hiệu, Armani thì sao? Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại, nghiêm túc nói với Lâm Vãn Thu, cô phải chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình, lập tức xin lỗi Thu Mộng. Cái gì? Tôi không nghe nhầm đúng không? Cái tên chết tiệt này cũng muốn tôi xin lỗi tiện nhân Kiều Thu Mộng sao? Cô ta nhận nổi sao? Tôi sợ sau khi tôi xin lỗi, cô ta sẽ chết thọ 50 năm nha. Đến lúc đó, chỉ sợ anh sẽ phải độc thân. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Một tên giám ngục nhỏ bé bắt tôi xin lỗi. Lâm Vãn Thu bật cười rạng rỡ, nước mắt sắp chảy ra. Kiều Thu Mộng cắn răng nói, Lâm Vãn Thu, cô đủ rồi. Cô sỉ nhục chúng tôi, đối với cô có lợi ích gì không? Lâm Vãn Thu nhún nhún vai, lắc đầu nói, không có lợi nhưng tôi vui vẻ, không được sao? Bởi vì, nhìn thấy loại ngu ngốc này xuất hiện ở bữa tiệc như này, làm cho tôi cảm thấy khó chịu. Kiều Thu Mộng đột nhiên xoay người, sải bước đi ra khỏi ngoài phòng tiệc. Ở lại cũng chỉ bị người ta nhục nhã, sao không ung dung mà rời đi trước? Chờ ngày sau có sức mạnh, lại hung hăng trở về trả thù là được. Mộng Mộng. Lý Vân Uyển vội vàng tiến lên, muốn an ủi cô. Cậu không cần an ủi tớ, tớ về trước lấy lại bình tĩnh, yên tâm, chút nhục nhã này đối với tớ mà nói không tính là cái gì cả. Kiều Thu Mộng đỏ mắt nói, răng cắn rách môi. Lý Vân Uyển bất đắc dĩ dừng bước, nhìn theo Kiều Thu Mộng rời khỏi nơi này. Kiều Thu Mộng quay đầu lại, nói với Tề Đẳng, anh có đi không? Hả, tôi vẫn chưa ăn no. Tề Đẳng Nhàn sờ sờ bụng mình, giống như có điều suy nghĩ. Anh, Kiều Thu Mộng nghẹn lời, hung hăng gật đầu, xoay người rời đi, không do dự nữa. Nàng muốn nhắc nhở Tề Đẳng Nhàn không nên ở lại chỗ này tự rước lấy nhục, nhưng không thể tưởng được Tề Đẳng Nhàn giống như một túi cơm túi rượu, thế mà nói hắn ăn chưa no, muốn ăn xong rồi đi. Ha ha ha, mẹ kiếp, anh bạn này cũng quá buồn cười, ở đâu ra tên quê mùa trà trộn đến bữa tiệc ăn uống. Tôi cũng không biết cái tên nông thôn này từ đâu tới, quá buồn cười. Cùng Kiều Thu Mộng là một người phụ nữ không biết xấu hổ ghép thành một đôi, thật đúng là xứng đôi a. Thật sự là chuyện kỳ lạ năm nào cũng có, hôm nay lại đặc biệt nhiều. Chẳng lẽ thật sự có người tới dự bữa tiệc tầm cỡ này để ăn uống sao?
Tề Đẳng Nhàn lại một lần nữa bị các tầng lớp người có danh vọng giễu cợt. Tề Đẳng Nhàn vẫn chậm rãi đem theo một miếng thịt nướng bỏ vào miệng mình, nói với Lý Vân Uyển, vừa rồi cô ta đồng ý sẽ ký với Thu Mộng chứ. Đúng thế, nhưng cô ta cố tình chơi khăm. Lý Vân Uyển sửng sốt một chút, sau đó khẽ gật đầu, thở dài nói. Tôi đùa giỡn cô ta, đó là đáng đời. Cô ta hẳn là biết rõ ràng, sự chênh lệch thân phận giữa chúng ta. Loại rác rưởi này, còn muốn tôi làm đại sứ thương hiệu. Đánh giày cho tôi, cô ta còn không xứng đáng. Vẻ mặt Lâm Vãn Thu cao ngạo. Đi lên, đúng lúc điện thoại di động lại vang lên. Alo, trời ạ, Tổng Giám Đốc, anh vừa đi đâu vậy? Sao gọi cho anh mãi mà anh không nghe máy, bệnh viện bên này xảy ra chuyện rồi. Thấy dáng vẻ của Tề Đẳng Nhàn, Lý Vân Uyển biết tên nhãi này muốn quậy phá, vội vàng kéo hắn lại. Này, đừng có nháo, đây là bữa tiệc chiêu đãi khách quý của Hướng Đông Tinh tổ chức, anh tới gây sự là muốn tự sát sao? Lý Vân Uyển trầm giọng nói. Mặc dù cô ấy cũng biết rất rõ rằng Tề Đẳng Nhàn, người có thể sống trong Sơn Trang Vân Đỉnh, phải là người có một chút bối cảnh, nhưng tập đoàn Hướng Thị là một doanh nghiệp hàng đầu ở Trung Hải và rất nổi tiếng. Tề Đẳng Nhàn không để ý đến lời nói của Lý Vân Uyển, im lặng ăn hết thức ăn trên bàn và đặt đĩa sang một bên. Anh nói cái gì? Nói lại lần nữa. Lâm Vãn Thu sửng sốt một lúc, dường như không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại nói ra những lời ngốc nghếch như vậy. Người này điên rồi sao, dám uy hiếp cô Lâm. Đồ ngu dốt, tài sản của tập đoàn Kiều Thị có thể còn không bằng bản thân cô Lâm kiếm được, anh ta còn ép cô Lâm đi làm người đại diện. Đầu óc có vấn đề rồi, dám uy hiếp khách quý trong bữa tiệc tối do tập đoàn Hướng Thị tổ chức, thật sự là không sợ hại chết tập đoàn Kiều Thị, ha ha. Cô Lâm được triệu tổng của Hắc Long Thương hội nâng đỡ, lại dám dùng thủ đoạn xã hội đen uy hiếp cô Lâm. Cô Lâm xoay người là có thể dạy cho hắn làm người như thế nào. Mọi người nghe rõ ràng lời của Tề Đẳng Nhàn, đều không nhịn được cười, cho rằng đầu óc Tề Đẳng Nhàn hỏng rồi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh cầm khăn ướt lau tay, sau đó nghiêm túc nói, tôi muốn cô thực hiện lời hứa vừa rồi, thành thật ký vào hợp đồng hợp tác. Lâm Vãn Thu cười ha ha thành tiếng, có phải anh so với Kiều Thu Mộng ngu ngốc còn ngu ngốc hơn không? Mẹ đồ ngốc mở cửa cho đồ ngốc để đồ ngốc về đến nhà. Tôi sẽ không giữ lời hứa, anh có thể làm gì? Anh muốn uy hiếp tôi. Vậy tôi khuyên anh trước khi uy hiếp tôi nên điều tra lai lịch xem tôi là ai. Lý Vân Uyển mím môi kéo nhẹ Tề Đẳng Nhàn, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Nếu anh thực sự gây rối trong bữa tiệc, Hướng Đông Tinh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh và tập đoàn Kiều Thị. Anh có thể không sợ, nhưng tập đoàn Hướng Thị chỉ cần một câu để phá hủy tập đoàn Kiều Thị. Tề Mặc Nhàn nhạt xua tay, nói, Hướng Đông Tinh không làm gì được tôi, cô ta hiện tại còn phải nhờ tôi giúp. Phốc, những lời này vừa nói ra, rất nhiều người phun sâm panh từ trong miệng ra ngoài. Mẹ nó tai của tôi nhất định là có vấn đề rồi. Hướng Tổng, người nổi tiếng có giá trị mấy chục tỷ, cần một tên giám ngục nhỏ đến giúp đỡ. Ha ha ha, trong một vòng tròn thiên Nga lại có con cóc khoác lác thật là hài hước. Phải cảm ơn Kiều Thu Mộng đêm nay dẫn chồng tới, mang đến cho chúng ta nhiều niềm vui như vậy. Tôi thực sự không biết khoe khoang về sự ngầu lòi này thì có ý nghĩa gì. Ngoài việc tăng thêm trò cười thì còn có lợi ích gì nữa không? Kiều Thu Mộng bị mù à, cô ấy đã yêu một người đàn ông như vậy. Cái loại ngu xuẩn, vô dụng, đồ rác rưởi chỉ biết mạnh miệng, nếu muốn bắt chuyện với tôi có thể một phát tát chết hắn. Lý Vân Uyển cũng trợn mắt há hốc mồm, Tề Đẳng Nhàn chỉ nói vài câu, thật đúng là không dọa chết người thì không muốn dừng lại, cô ta cũng không biết nên tiếp tục như thế nào. Lâm Vãn Thu cười khúc khích, dù sao cũng là anh đến giúp cô ta. Anh giúp cô ta xách giày hay là giúp cô ta cọ rửa bồn cầu của công ty? Tề Đẳng Nhàn không để ý đến, tự mình nói, hiện tại cô có hai con đường để lựa chọn, một là làm theo lời tôi nói, hai là tiếp tục giống như một tên hề nhảy nhót. Lâm Vãn Thu lắc đầu nói, anh nghĩ là có thể không? Anh là cái gì, cũng xứng nói chuyện với tôi như vậy. Tôi cho cô cơ hội ở trước mặt tôi nói nhiều lời như vậy, đều đã là vinh hạnh của tổ tiên cô thắp hương được. Bây giờ... Những lời nhảm nhí của anh đã nói xong, đến lượt tôi cho anh điều kiện. Không phải anh ăn rất khỏe sao? Tôi muốn anh ăn sạch sẽ con heo sữa quay này, một cái xương cũng không được bỏ sót lại. Sau đó, bò ra khỏi đây như một con chó, để không hạ thấp phong cách của bữa tiệc này. Nếu không, tôi sẽ dùng tất cả các mối quan hệ của mình để bao vây và tiêu trừ tập đoàn Kiều Thị, khiến nó phá sản trong vòng 3 ngày. Lâm Vãn Thu nhìn chằm chằm Tề Đẳng Nhàn và đưa ra điều kiện của riêng mình. Những người nổi tiếng xung quanh không thể nhịn được cười, Lâm Vãn Thu đúng thật là có khả năng này.
là một ngôi sao nổi tiếng hàng đầu, cô ấy quen biết với không ít ông chủ lớn, hơn nữa sau lưng cô ấy là một thế lực hùng mạnh như Thương hội Hắc Long, muốn phá hủy tập đoàn Kiều Thị chỉ trong vài phút. Cái tên Tề Đẳng Nhàn bây giờ có lẽ là hối hận muốn chết, hắn nói năng vui vẻ không chút kiềm chế, chọc giận cô Lâm rồi. Đối với một ngôi sao lớn như cô Lâm, những doanh nghiệp làm ăn bình thường sẽ không dám đắc tội với cô ấy. Một cái tập đoàn Kiều Thị nhỏ bé ở trước mặt cô ấy giả vờ giỏi giang, đó không phải là tặng mạng người sao? Vừa rồi Kiều Thu Mộng chẳng qua là mất mặt một chút, hiện tại lại sắp mất cả lớp vải lót. Tôi đoán, nếu như Kiều Thu Mộng có mặt ở đây, sẽ có cả ý đồ giết chồng. Sau khi nghe Lâm Vãn Thu nói một cách nhàn nhã, Tề Đẳng Nhàn hơi nhướng mày, rồi bật cười. Này, tên giám ngục kia, nếu tôi là anh, tôi sẽ nhanh chóng làm theo lời cô Lâm. Vừa rồi giám ngục nhỏ không phải ăn rất vui vẻ sao, nhanh lên, ăn hết con heo quay này, sau đó bỏ ra ngoài. Cô Lâm thật là hiểu chuyện, đây chỉ là một con heo sữa nặng chừng 20 cân, nếu là dùng sức chống đỡ, nôn ra mấy lần nữa, nói không chừng còn có cơ hội. Lâm Vãn Thu khoanh tay kiêu ngạo nhìn Tề Đẳng Nhàn, như thể cô ta đang nhìn một con kiến. Tề Đẳng Nhàn sau một lúc lâu mới cười nói, không thương lượng. Không bàn, hôm nay nếu anh không no chết ở chỗ này, chỉ sợ là không ra được cửa. Lâm Vãn Thu lạnh lùng nói. Ôi, sợ quá, Tề Đẳng Nhàn gật đầu. Những người xung quanh không nhịn được cười, hiện tại biết mình sợ, không phải hơi muộn sao. Lý Vân Uyển không nhịn được thầm đổ mồ hôi, bây giờ Tề Đẳng Nhàn đang ở thế khó đâm lao phải theo lao. Vãn Thu, thôi quên đi, cô và Thu Mông dù sao cũng là bạn học cũ, làm cô ấy xấu hổ là đủ rồi, cần gì phải không buông tha. Lý Vân Uyển tiến lên khuyên nhủ cô ta. Cút đi, cô là cái gì, cũng xứng tới khuyên tôi. Lâm Vãn Thu vẻ mặt lạnh lùng, giơ tay tát thẳng vào mặt Lý Vân Uyển. Lý Vân Uyển che mặt lùi lại hai bước, vẻ mặt không thể tin được, cô không ngờ rằng Lâm Vãn Thu sẽ đánh cô. Tề Đẳng Nhàn đưa tay đỡ lưng Lý Vân Uyển, nụ cười trên mặt nhạt đi, cả người lạnh lùng, chậm rãi nói, cô tốt nhất nên xin lỗi, sau đó để bạn của tôi trả lại cái tát này, nếu không, hôm nay người không ra được khỏi cửa này sẽ là cô. Lâm Vãn Thu sửng sốt một lúc, sau đó khinh thường cười nói, thằng rác rưởi chỉ biết nói nhiều, không nhìn ra anh có thể làm được gì. Anh phải biết rõ, đây là bữa tiệc do cô Hướng Đông Tinh từ tập đoàn Hướng Thị tổ chức. Càng phải rõ ràng, tôi hiện tại là đối tác lâu dài của tập đoàn Hướng Thị, và tôi sẽ là người đại diện quay chụp rất nhiều quảng cáo cho tập đoàn Hướng Thị. Ngay cả khi tôi để cô ta đánh tôi, anh có nghĩ rằng cô ta dám không? Hay là nói... Anh biết ở chỗ này đụng vào tôi sẽ có hậu quả gì sao? Lý Vân Uyển lắc đầu với Tề Đẳng Nhàn, dễ nhận ra cô không muốn làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nhưng Tề Đẳng Nhàn là ai? Anh ta không quen với Lâm Vãn Thu, anh ta bước tới, một cái bạt tai lớn của anh ta rơi thẳng vào mặt Lâm Vãn Thu. Nào, nói cho tôi biết, hậu quả là gì? Tề Đẳng Nhàn thẳng tay tát Lâm Vãn Thu ngã xuống đất. Ở bữa tối do tập đoàn Hướng Thị tổ chức, Lâm Vãn Thu... Một nữ diễn viên nổi tiếng hạng nhất, chạm tay có thể bỏng, vừa có được hàng loạt hợp tác với tập đoàn Hướng Thị, đã bị Tề Đẳng Nhàn cho một cái tát ngã xuống đất. Cái tát này không khác gì một tiếng sét bất ngờ khi trời đang trong trẻo. Khi mọi người nhìn thấy cảnh này, không nhịn được bị chấn động, một đám sững sờ trợn mắt há hốc mồm, không nói nên lời. Vẻ mặt của Lâm Vãn Thu cũng tê liệt, cô không biết nên nói gì, bản thân cô cũng định nuốt giận vào trong, nhưng Tề Đẳng Nhàn không nhẹ tay với Lâm Vãn Thu. Ha ha, thật sự là không biết sống chết, lại có thể ra tay. Lát nữa Hướng Tổng sẽ tới, người này hơn phân nửa là chết chắc rồi. Dám động đến cô Lâm, cho dù hôm nay tập đoàn Hướng Thị không trừng trị hắn, Thương hội Hắc Long nhất định sẽ không buông tha hắn. Một số người tỉnh táo lại, giọng điệu trở nên rất giễu cợt, dù sao thân phận của Lâm Vãn Thu cũng đã rất rõ ràng. Tề Đẳng Nhàn một tên giám ngục nhỏ không quyền không thế, chỉ dựa vào một tập đoàn Kiều Thị. Mà dám hung hăng ngang ngược như vậy. Nói thẳng ra, đó là đơn thuần tìm đường chết. Lâm Vãn Thu che má, xúc động gầm lên, anh dám đánh tôi. Sao anh dám đánh tôi? Anh có biết từ nhỏ đến lớn cha mẹ ta chưa từng đánh tôi? Tôi bây giờ là sao nổi tiếng hạng nhất, anh dám đánh tôi sẽ làm cho anh mất hết danh dự, làm cho tập đoàn Kiều Thị phải phá sản. Bất kỳ kẻ nào có mối quan hệ với anh, đều sẽ bởi vì anh lỗ mãng mà gặp xui xẻo. Tôi sẽ làm cho anh vĩnh viễn không thể xoay người. Tề Đẳng Nhàn nghe xong những lời này sau, khóe miệng hiện lên một nụ cười khinh thường, nói, chỉ bằng cô, thật đúng là không xứng. Không chần chừ thêm nữa, Lâm Vãn Thu lấy điện thoại di động ra gọi điện, phàn nàn, Phó Tổng Giám Đốc Hướng,
em bị đánh trong bữa tiệc tối của anh mau đến đây đòi lại công lý cho em đi. Cuộc gọi của cô Lâm là cho Phó Tổng Giám Đốc điều hành Hướng Vân, là em họ xa của Hướng Tổng và giữ một vị trí quan trọng trong công ty. Như chúng ta đều biết, Phó Tổng Giám Đốc Hướng là một người hâm mộ cô Lâm. Anh ấy rất ngưỡng mộ cô Lâm, thậm chí còn bao hết cả rạp để xem phim của cô ấy. Đúng vậy, cô Lâm cùng Phó Tổng Giám Đốc Hướng ký hợp đồng. Huống chi, Phó Tổng Giám Đốc Hướng cũng không phải người dễ chọc. À, tôi nghe nói rằng có mâu thuẫn giữa Phó Tổng Giám Đốc Hướng và một ông chủ than đến từ tỉnh Tây Tấn. Cuối cùng, ông chùm than leo lên máy bay trở về tỉnh Tây Tấn với hai chân bị gãy. Danh tiếng của Hướng Vân mọi người đều đã nghe nói, dù sao anh ta cũng là Phó Tổng Giám Đốc điều hành của tập đoàn Hướng Thị, đối với cả tập đoàn vẫn rất có uy quyền. Hơn nữa, anh ta là một fan hâm mộ của Lâm Vãn Thu, và anh ta rất ngưỡng mộ Lâm Vãn Thu, nếu xúc phạm Lâm Vãn Thu và khiêu khích anh ta, đó là tìm đến cái chết. Không xong, Hướng Vân này thật đúng là không dễ khiêu khích. Hắn là điển hình của cậu ấm, hành sự lại không kiêng nể gì. Theo tôi, hiện tại chúng ta nên đi trước, tạm thời tránh mũi nhọn rồi nói sau. Lý Vân Uyển kéo ống tay áo của Tề Đẳng Nhàn, thấp giọng nói. Vội vã cái gì, chẳng lẽ khiến cho cô bị con chó cái này vô cớ tát một cái sao? Tề Đẳng Nhàn nói. Cô ta tìm Phó Tổng Giám Đốc Hướng đến. Lý Vân Uyển có chút chột dạ nói. Phó Tổng Giám Đốc thì có gì đặc biệt, tôi còn là Phó Bộ trưởng mà. Tề Đẳng Nhàn lộ ra vẻ mặt khinh thường nói. Lý Vân Uyển không nói nên lời, anh là một tên Phó Giám Đốc Bộ phận An ninh, anh có thể ngang hàng với Phó Giám Đốc điều hành sao? Lâm Vãn Thu cười một cách dữ tợn và nói, bây giờ còn muốn chạy à? Anh cho rằng trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao? Hôm nay trốn được, ngày mai trốn không nổi, hòa thượng trốn không thoát được chùa. Anh có thể chạy, tập đoàn Kiều Thị có thể chạy sao? Tôi muốn cho tập đoàn Kiều Thị phá sản. Chỉ là vấn đề một câu nói. Tề Đẳng Nhàn hỏi ngược lại, ngu dốt, ai nói tôi muốn chạy? Tôi đang chờ cô gọi ai đó đến để chỉnh đốn tôi đây. Hôm nay nếu có thể để cho người ta giẫm chết tôi, vậy cô muốn đem tôi trả sát xoa nát gì cũng tùy cô. Đương nhiên, nếu cô không giẫm chết tôi, vậy thì thật ngại quá, hôm nay cô nhất định phải xin lỗi Vân Uyển, sau đó lại đi xin lỗi Thu Mộng, thành thành thật thật ký hợp đồng. Hơn nữa, phải như cô đã nói lúc trước, miễn phí. Giọng điệu Tề Đẳng Nhàn thật sự không nhỏ, dáng vẻ không quan tâm Lâm Vãn Thu đi tìm người giúp. Một tên giám ngục nhỏ, lại có giọng điệu lớn như vậy, cũng không biết là ai cho hắn dũng khí như vậy. Tên giám ngục nhỏ cứ như vậy ngang ngược, nếu như để hắn làm giám ngục trưởng gì đó, vậy hắn còn không lên trời sao? Chỉ sợ là còn muốn làm thủ lĩnh quốc gia. Ha ha, cô Lâm nổi giận, tôi đều phải nhượng bộ rút lui, một tên giám ngục nhỏ lại không biết tốt xấu gì. Vậy xem ra, khối tài sản hơn triệu này của ta, còn không bằng mang đi quyên góp, đi làm giám ngục coi như xong. Mọi người nghe được Tề Đẳng Nhàn nói những lời này, đều nhịn không được bật cười. Giám ngục, xem như là nhân viên tầng dưới cùng trong hệ thống công vụ. Loại địa phương như nhà tù, trong ấn tượng của mọi người, thuộc về sự tồn tại bẩn thỉu, lộn xộn, hỗn loạn, cất giấu bụi bẩn, người bên trong không có một ai tốt. Hơn nữa, làm giám ngục, cũng nhất định không có tương lai gì. Đỉnh điểm là thăng chức lên giám ngục trưởng cũng chỉ có thể ở trong ngục giam, sức ảnh hưởng quá hạn chế. Phó Tổng Giám Đốc Hướng tới rồi, không biết là ai hô một tiếng, mọi người quay đầu nhìn lại, thấy được Hướng Vân đang tới. Hướng Vân mặc một bộ Âu phục màu trắng, trên chân cũng là giày da màu trắng, đeo kính vàng, cả người có vẻ phong độ nhẹ nhàng, đang chậm rãi đi tới chỗ này. Phó Tổng Giám Đốc Hướng, anh tới rồi, nơi này có một tên lang thang nhảy tới nhảy lui. Thậm chí bắt nạt cô Lâm, quả thực không biết sống chết. Phó Tổng Giám Đốc Hướng ra tay, nhất định là có thể dễ dàng giải quyết vấn đề, mọi người ngồi chờ họ Tề bị giết chết là được rồi. Mọi người nhìn thấy Hướng Vân xuất hiện, đều cảm thấy kết cục đã rõ, Tề Đẳng Nhàn không còn đường sống nữa. Lâm Vãn Thu ôm gò má sưng đỏ của mình thoáng cái chạy đến bên cạnh Hướng Vân, ủy khuất nói, anh Hướng. Anh xem mặt em, bị người ta đánh sưng lên. Ô ô ô ô. Hắn ỷ vào tập đoàn Kiều Thị làm chỗ dựa cho hắn, liền ép buộc em đi làm đại diện cho tập đoàn Kiều Thị chụp quảng cáo miễn phí, em không đáp ứng, hắn liền thẳng tay đánh em. Còn nói cái gì, tập đoàn Hướng Thị không dám làm gì hắn, ngay cả Hướng Đông Tinh cũng phải dựa vào hắn. Hướng Vân sau khi nhìn thấy gò má sưng đỏ của Lâm Vãn Thu, trên mặt không khỏi lóe lên vẻ tức giận, trầm giọng nói, là ai? Chính là hắn, Lâm Vãn Thu đưa tay chỉ vào Tề Đẳng Nhàn. Nhìn thấy lửa giận trên mặt Hướng Vân,
có người nhịn không được thấp giọng nói, lần trước có người ở sau lưng nghị luận cô Lâm, kết quả bị Phó Tổng Giám Đốc Hướng nghe được, mọi người thiếu chút nữa không còn, mồm miệng bị Phó Tổng Giám Đốc Hướng sai người đi đánh cho nát nhừ, hiện tại mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn cháo sống lay lắt. Họ Tề ra tay đánh cô Lâm một cái, kết cục này, không chừng sẽ càng thảm hơn. Hướng Vân trực tiếp đi tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn, lạnh lùng nói, quỳ xuống. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, sau đó cười nói, Phó Tổng Giám Đốc Hướng không cần hỏi tôi vì sao đánh cô ta. Hoặc tại sao cô ta bị tôi đánh. Quỳ xuống, Hướng Vân chỉ lặp lại hai chữ này. Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn híp lại, tiếp theo, ý cười càng đậm, chậm rãi nói ngu dốt. Ánh mắt Hướng Vân trong nháy mắt càng thêm sắc bén. Lâm Vãn Thu ở một bên đắc ý nhìn, tên lang thang này, trước mặt Hướng Vân còn dám giả vờ như vậy, lần này chết chắc rồi. Chó má, cậu nói cái gì? Hướng Vân tức giận, sắc mặt âm trầm, ánh mắt rất sắc bén. Tề Đẳng Nhàn nhịn không được bật cười, nói, tôi còn tưởng cậu nghe không hiểu tiếng người chứ. Hướng Vân lạnh lùng nói, tôi là phó chủ tịch điều hành tập đoàn Hướng Thị, ở chỗ này, lời tôi nói, chính là pháp, chính là lý. Bất cứ điều gì cậu nói đều là vô nghĩa, tôi không cần hỏi, cũng không cần phải hiểu, tôi chỉ biết cậu đã thô lỗ với cô Lâm tiểu thư. Nếu đã như vậy, chào đón cậu chỉ có một kết cục, đó chính là thành thành thật thật quỳ xuống, chờ đợi xử trí. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói, rõ ràng là Lâm tiểu thư của cậu khi dễ người trước. Nghe được những lời này của Tề Đẳng Nhàn, cộng thêm nụ cười trên mặt hắn, mọi người đều cảm thấy hắn đang kinh sợ, không xuống đài được, cho nên chuẩn bị nói đạo lý với Hướng Vân. Tuy nhiên, Hướng Vân hiển nhiên tương đối bá đạo, căn bản không nghe những lời giải thích này của hắn, định thu thập hắn trước rồi nói sau. Lâm tiểu thư khi dễ cậu, đó là điều đương nhiên, cô ấy là khách quý của tập đoàn Hướng Thị chúng tôi, khi dễ cậu thì làm sao? Đừng nói là khi dễ cậu, cho dù là chặt đứt tay chân cậu, cậu cũng nên mang ơn quỳ xuống cảm tạ cô ấy. Bây giờ, quỳ xuống, sự bất quá tam, tôi sẽ không nói lần thứ tư. Hướng Vân vung tay lên, nghiễm nhiên là một bộ dáng tổng tài bá đạo. Lý Vân Uyển trong miệng đắng cay, vừa rồi rõ ràng là Lâm Vãn Thu tát cô trước một cái, Tề Đẳng Nhàn nhìn không nổi nên mới ra tay. Nhưng tất cả những điều này, đến trong miệng của Hướng Vân, dường như đã trở thành chuyện không còn đạo lý. Phó Tổng Hướng, tôi cũng là người của công ty, là Phó Bộ trưởng Bộ phận An ninh, cậu không giúp người của công ty nói chuyện mà lại đi giúp đỡ một người ngoài. Tề Đẳng Nhàn nói. Mặc dù đối phương rất không nói đạo lý, nhưng hắn quyết định, vẫn phải nói rõ đạo lý trước mới được. Đây dù sao cũng là công ty của Hướng Đông Tình. Sắc mặt Hướng Vân lạnh lùng, nói, a, anh chính là Phó Bộ trưởng Bộ phận An ninh mới đến đúng không? Ha ha, cho dù là như vậy, cậu là cái thá gì? Nói dễ nghe là Bộ phận An ninh, nói không dễ nghe, thì chỉ là bảo vệ mà thôi. Một cái bảo vệ thối như cậu cũng dám đắc tội với khách quý của tập đoàn chúng tôi. Bây giờ còn rong dài với tôi ở đây. Tề Đẳng Nhàn thu liễm nụ cười trên mặt, thần sắc trở nên nghiêm túc, khẽ gật đầu, nói, xem ra Phó Tổng Hướng luôn thật sự không định giảng đạo lý. Mọi người nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, đều là ha ha cười rộ lên, sớm biết có hôm nay, trước đó cần gì phải làm vậy chứ. Cho rằng mình lên làm Phó Bộ trưởng Bộ phận An ninh Tập đoàn Hướng Thị là có thể hung hăng ngang ngược. Bộ phận An ninh, không phải là Bộ phận Quản lý An ninh sao? Một tên thủ lĩnh bảo vệ mà thôi, cũng dám cản rỡ. Họ Tề hoàn toàn sợ hãi, hiện tại Phó Tổng Hướng không có ý định buông tha anh ta, cũng không biết lát nữa anh ta làm sao xuống đài. Xuống đài, sợ là anh ta không xuống đài được, cái mạng này có thể giữ được hay không cũng không nhất định. Mọi người đã thấy rõ ràng đi, đây là kết cục của việc không coi ai ra gì, phải lấy đó làm gương, miễn cho đi vào vết xe đổ. Hoàn cảnh hiện tại của Tề Đẳng Nhàn khiến tất cả mọi người không nhịn được có chút hả hê khi thấy người gặp họa. Lâm Vãn Thu càng không kiềm chế được nữa, trầm giọng nói, anh Hướng, mau bảo anh ta quỳ xuống tự sát. Để anh ta tự chặt đứt hai tay, nhận sai bồi tội với tôi. Hướng Vân gật gật đầu, lạnh lùng nói, cậu không xứng nói hai chữ đạo lý này với tôi, Lâm Tiểu Thư nói như thế nào, cậu liền làm như thế đó. Xem ra cậu đúng là một tên ngốc, cá mè một lứa với Lâm Vãn Thu. Tề Đẳng Nhàn thở dài, nói, Hướng Vân giận dữ, giơ tay lên, quát, đứng vững cho tôi, vừa rồi cậu đánh Lâm Tiểu Thư như thế nào, tôi sẽ trả lại cho cậu như thế đó. Ngu ngốc, trả lại con mẹ mày. Hướng Vân còn chưa ra tay, Tề Đẳng Nhàn đã tát vào mặt anh ta một cái. Ba, kính gọng vàng của Hướng Vân trực tiếp bay ra ngoài, má anh ta như bị rách ra, có máu chảy ra,
khóe mặt đều bị nứt ra. T, tại hiện trường, chỉ còn lại một mảnh âm thanh hít vào ngụm khí lạnh. Phó chủ tịch điều hành tập đoàn Hướng Thị, em họ của chủ tịch Hướng Đông Tình Hướng Vân, thế nhưng lại bị tên giám ngục tên bảo vệ thối Tề Đẳng Nhàn, tát một cái ngã xuống đất. Lâm Vãn Thu cũng ngây ngẩn cả người, cô ta thật không ngờ Tề Đẳng Nhàn dám đánh cô ta thì thôi đi, thế mà hắn lại còn dám đánh cả Hướng Vân, không khỏi cũng quá mức không kiêng nể gì. Cậu không muốn nói đạo lý thì cũng không sao, vừa đúng lúc tôi cũng là một người không thích nói đạo lý cho lắm. Chuyện có thể ra tay thì tại sao lại phải nói nhảm chứ? Tề Đẳng Nhàn nhún vai một cái, như không có gì xảy ra, thu tay lại. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Vân Uyển với vẻ mặt ngốc trệ, cười tủm tỉm hỏi, cô nói xem tôi nói có đúng không? Lý Vân Uyển phục hồi tinh thần lại, theo bản năng nói, ách, đúng vậy. Nhà tù U Đô đương nhiên không phải là nơi giảng đạo lý, đi giảng đạo lý với những kẻ hung ác kia. Được rồi, chờ cho đến khi bị xé thành từng mảnh đi. Sở dĩ Tề Đẳng Nhàn muốn nói đạo lý là vì cha hắn đã nhắc nhở hắn, ở trong nhà tù U Đô, nắm đấm của ai lớn thì người đó chính là đạo lý, nhưng đi ra bên ngoài, vẫn phải nói một chút đạo lý. Có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi. Nhưng Tề Đẳng Nhàn phát hiện, đôi khi thế giới bên ngoài dường như còn vô lý hơn trong nhà tù U Đô. Cho nên, hắn rất vui lòng nói cho những người không nói đạo lý này biết mình đã từng là một người nói đạo lý cỡ nào. Anh xong rồi. Anh lại dám ra tay đánh phó chủ tịch điều hành tập đoàn Hướng Thị trong bữa tiệc tối do tập đoàn Hướng Thị chuẩn bị, hơn nữa, còn anh ta còn là em họ của tiểu thư Hướng Đông Tình. Lâm Vãn Thu hét lớn, lần này không cần tôi nói gì thì tập đoàn Hướng Thị nhất định sẽ làm cho tập đoàn Kiều Thị hoàn toàn phá sản. Còn có anh, tên cuồng đồ này, tập đoàn Hướng Thị cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Anh thừa dịp hiện tại còn có mạng ở đây, mau về nhà thành thành thật thật chuẩn bị quan tài đi, cả nhà anh đều bị anh hại chết. Tề Đẳng Nhàn quay đầu cười nói, chuyện có thể ra tay, tại sao lại phải lải nhải? Cô nói nhiều như vậy, nhưng tôi vẫn tốt lắm, cho nên, mau gọi người đi. Nào, đến giết chết tôi đi. Thái độ ngông cuồng của Tề Đẳng Nhàn khiến mọi người không khỏi có chút da đầu tê dại, tên này là ăn thuốc nổ rồi đến sao, sao lại nóng nảy như vậy? Không hề để tập đoàn Hướng Thị và Lâm Vãn Thu vào mắt. Con mẹ nó, tôi xác định, cậu thực sự muốn chết. Hướng Vân muốn đứng dậy từ mặt đất, nhưng Tề Đẳng Nhàn lại đi tới, hung hăng đè vai anh ta lại, ầm một tiếng, hai đầu gối của Hướng Vân đập xuống mặt đất, chợt nghe hai tiếng rắc rắc giòn tan, khi hai đầu gối va chạm với mặt đất, thoáng cái nát bấy. Hướng Vân đau đến run rẩy, cả người gần như muốn ngất đi. Cậu xem, vừa rồi cậu bảo tôi quỳ xuống, nhưng từ đầu đến cuối cậu chỉ lải nhải bên miệng. Cậu nhìn tôi đi, tôi và cậu không giống nhau, tôi muốn cậu quỳ xuống. Trực tiếp ra tay là xong việc. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc cảnh cáo Hướng Vân, rất nghiêm túc nói, cho nên nói, nếu cậu không nói đạo lý, có thể ra tay thì đừng nói nhảm. Bằng không, rất dễ dàng bị thiệt thòi. Mọi người vây xem, lại một lần nữa kinh ngạc đến rớt cằm. Con mẹ nó, đây là xuất hiện ảo giác sao? Tại sao Hướng Vân luôn luôn phong quang vô hạn lại bị một giám ngục nhỏ dày vò thành bộ dáng này? Mẹ nó tôi nhất định phải giết chết cậu. Hướng Vân kêu rên nói. Cậu nhìn xem, lại chỉ nói trên miệng, Tề Đẳng Nhàn tát Hướng Vân một cái, khiến anh ta trực tiếp ngã xuống đất, tôi vừa mới dạy cậu, sao cậu lại quên nhanh như vậy chứ? Lâm Vãn Thu lúc này không khỏi rùng mình, nhưng đột nhiên, nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đang nhanh chóng đi về phía nơi này. Hướng Tổng, Lâm Vãn Thu nhìn không được hô lên, tiếng Hướng Tổng này đương nhiên không phải là gọi Hướng Vân, như vậy thì cũng chỉ có thể là một người khác. Hướng Đông Tình. Hướng Đông Tình là người được người trong giới ca ngợi là người phụ nữ lạnh từ trong xương. Hướng Tổng tới, khi mọi người nhìn thấy Hướng Đông Tình, trong nháy mắt theo bản năng quên thở, một đám nhìn cô ấy chăm chú. Khí chàng của người phụ nữ này quá mạnh mẽ, hơn nữa quá mức lạnh như băng, cho dù cô ấy chưa từng mấy chuyện như chặt tay chặt chân hay là diệt cả nhà người khác. Nhưng cỗ máu lạnh từ trong xương cốt cô ấy, lại làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Một người phụ nữ có thể ôm hộp cho cốt tới đoạn quyền hội đồng quản trị vào ngày cha mẹ qua đời. Cha mẹ tôi đã hỏa táng, hài cốt sẽ không lạnh. Hướng Đông Tình nói ra những lời này, nhất định sẽ bị khắc lên hai chữ máu lạnh làm nhãn hiệu, mà cô ấy lấy hai chữ này làm nhãn hiệu, cho dù là thủ đoạn trong kinh doanh cũng làm cho người ta cảm nhận được sự máu lạnh của cô ấy. Hướng Tổng ghét nhất là loại nhân viên không hiểu quy củ này, họ Tề chính là phó bộ trưởng bộ phận an ninh, nhưng Hướng Vân lại là phó chủ tịch điều hành. Cậu ta lại dám phạm thượng. Thủ đoạn của Hướng Tổng,
để cho tôi ngẫm lại cũng cảm thấy cả người hơi phát lạnh, không nghĩ tới chuyện này nháo đến cuối cùng, thế mà lại kinh động cô ấy. Khụ khụ, Hướng tổng chính là người phụ nữ duy nhất có thể cứng rắn với tập đoàn Hổ Môn nha. Hướng Đông Tình hiện thân, trực tiếp khiến mức độ kịch liệt của trận xung đột này bị đẩy lên cao trào. Khi đối mặt với Hướng Đông Tình, cho dù là người phụ nữ ngạo mạn như Lâm Vãn Thu thì cũng không dám có nửa điểm chậm trễ, vội vàng chào hỏi, sau đó nói, Hướng tổng, ngài đến rồi. Hướng Đông Tình khẽ gật đầu, quét một vòng, hỏi, có chuyện gì xảy ra? Tôi đang dạy cô ta thế nào là nói đạo lý, thế nào là không nói đạo lý? Tề Đẳng Nhàn cười với Hướng Đông Tình, nói. Nghe Tề Đẳng Nhàn nói qua loa tùy ý như vậy, mọi người không khỏi muốn ngất đi. Tên này nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy? Đây chính là đang nói chuyện với Hướng Đông Tình nha, dùng giọng điệu tùy ý như vậy, không sợ xảy ra chuyện sao? Bữa tiệc tối này là do tôi tổ chức, Hướng Đông Tình đen mặt nói. Quả nhiên, cho dù chuyện này Phó Tổng Hướng và Lâm Tiểu Thư không chiếm lý, nhưng Tề Đẳng Nhàn gây sự ở bữa tiệc, mọi chuyện còn thành ra như vậy, vẫn làm tổn hại thể diện của Hướng Tổng. Hướng Tổng khẳng định sẽ không bỏ qua cho cậu ta, bữa tiệc này mời nhiều nhân vật nổi tiếng mà lại nháo thành như vậy, cậu ta có thể có trái tốt để ăn sao? Tôi đánh cuộc 100 đồng, họ Tề sẽ bị miễn chức ngay tại chỗ, sau đó tập đoàn Hướng Thị sẽ khiến tập đoàn Kiều Thị phá sản, sau đó, họ Tề có thể sẽ quỳ xuống rồi bỏ từ nơi này ra ngoài. Tề Đẳng Nhàn gật đầu với Hướng Đông Tình, nói, tôi biết. Khóe miệng Hướng Đông Tình nhìn không được khẽ giật một cái. Hướng Vân đã bắt đầu cáo trạng. Kêu lên, Hướng Tổng, tên cuồng đồ này ỷ mình là phó bộ trưởng bộ phận an ninh mà uy hiếp Lâm Tiểu Thư. Tôi nhìn không nổi nên đã ra mặt để giải quyết vấn đề, kết quả là cậu ta trực tiếp tát tôi đến mức mặt đầy máu, sau đó đụng nát đầu gối của tôi. Cậu ta căn bản không đặt tập đoàn Hướng Thị chúng ta vào mắt. Lâm Vãn Thu cũng đi theo một bên nói, Hướng Tổng, phó tổng giám đốc Hướng Vân nói đạo lý, không thiên vị, hoàn toàn là do Tề Đẳng Nhàn gây sự. Hướng Đông Tình nhìn Tề Đẳng Nhàn nói, anh nói như thế nào? Ông đây lười tranh cãi với loại rác rưởi như bọn họ. Tề Đẳng Nhàn kéo Lý Vân Uyển đến bên mình rồi đưa tay chỉ hai gò má sưng đỏ của cô ta. Nghe Tề Đẳng Nhàn nói như vậy, lòng Lý Vân Uyển cũng không khỏi lạnh đi một nửa, cho dù Hướng Đông Tình là người giảng đạo lý, nghe thấy giọng điệu này của hắn, phỏng chừng sẽ giận tím mặt phải không? Hướng Vân lớn tiếng kêu lên, tên khốn, sao cậu lại có thể nói chuyện với Hướng Tổng như vậy? Chú ý thái độ của cậu. Lâm Vãn Thu cũng cười lạnh nói, Hướng Tổng cao quý cỡ nào, tài sản trăm tỷ, doanh nhân nổi tiếng cả nước. Tên khốn, lại dám nói bậy trước mặt Hướng Tổng, miệng không sạch sẽ, thật sự nên chém ngàn đao vạn quả. Ha ha, cậu ta thật sự là đủ ngông cuồng, đánh người trong bữa tiệc tối của tập đoàn Hướng Thị, Hướng Tổng tự mình hỏi cậu ta, vậy mà cậu ta lại dám nói chuyện vô lễ như vậy. Loại người này chính là trời sinh miệng thối, nếu không được giáo dục đàng hoàng. Về sau còn phải tiếp tục. Tôi cảm thấy lần này Hướng Tổng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu ta, cho dù Hướng Tổng thật sự là một người giảng đạo lý thì cô ấy nhất định sẽ làm cho cậu ta nếm mùi đau khổ. Chẳng qua điều làm cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Hướng Đông Tình không đổ thừa cho Tề Đẳng Nhàn, mà là nói với Lý Vân Uyển, Lý Tiểu Thư, là ai ra tay trước? Cô ta, Lý Vân Uyển đưa tay chỉ Lâm Vãn Thu, thấp giọng nói. Hướng Đông Tình gật đầu. Sau đó lạnh lùng tuyên bố, từ giờ trở đi, tập đoàn Hướng Thị chấm dứt tất cả các dự án hợp tác với tiểu thư Lâm Vãn Thu. Đồng thời, bởi vì Lâm tiểu thư gây sự trong bữa tiệc tối do tập đoàn Hướng Thị tổ chức nên tập đoàn Hướng Thị sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý, hơn nữa, sẽ thông báo cho tất cả đối tác của tập đoàn Hướng Thị, tiến hành phong sát Lâm tiểu thư. Ngoài ra, Phó Chủ tịch điều hành Hướng Vân lấy quyền mưu tư, lôi kéo thiên vị, làm tổn hại đến hình tượng công bằng nghiêm minh của tập đoàn Hướng Thị. Ngay lập tức bãi nhiệm chức vụ tổng giám đốc, ngày mai tự mình đến phòng tài chính thanh toán tiền lương. Lời nói của Hướng Đông Tình không khác gì thả một quả bom ở trong hiện trường. Vương Hổ ở xa chứng kiến mọi chuyện thần sắc lạnh lùng, sớm đã có dự liệu. Tề Đẳng Nhàn đã trợ giúp Hướng Đông Tình trong cuộc đối đầu với tập đoàn Hổ Môn bảo vệ mảnh đất trị giá ngàn vàng của thế kỷ mới này, chỉ sợ Hướng Đông Tình đang cung phụng hắn như bảo bối. Đàn bà ngu xuẩn Lâm Vãn Thu đi nhục nhã vợ Tề Đẳng Nhàn. Hướng Vân ỷ vào thân phận của mình mà đi chèn ép người ta, không bị Hướng Đông Tình xử lý thì mới lạ. Hướng Tổng, cô, Lâm Vãn Thu vô cùng khiếp sợ nhìn Hướng Đông Tình, không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Nếu cô có điều gì không phục, có thể liên lạc với thư ký của tôi không muốn nói nhảm với cô. Hướng Đông Tình nói, đuổi người này ra ngoài, đừng để cô ta tiếp tục đắc tội khách nhân của tập đoàn Hướng Thị chúng ta.
Các nhân viên bảo vệ đồng loạt xông lên, mời Lâm Vãn Thu ra ngoài. Lâm Vãn Thu cắn chặt răng, vẻ mặt không phục, nhưng cô ta không có lá gan cứng rắn với Hướng Đông Tình. Tề Đẳng Nhàn, cậu nhớ kỹ cho tôi quay đầu sẽ tìm hội trưởng Triệu thu thập cậu. Hội trưởng Triệu giết chết một cái phó bộ trưởng an ninh của tập đoàn Hướng Thị, khẳng định không thành vấn đề. Hướng Đông Tình cũng tuyệt đối sẽ không vì cậu mà trở mặt với loại quái vật khổng lồ như Thương hội Hắc Long, cô ta cũng không giữ được cậu. Lâm Vãn Thu cắn răng giống giận. Được, tôi chờ, Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói. Tất cả mọi người đều âm thầm hít một hơi. Lâm Vãn Thu muốn phóng chiêu lớn rồi, muốn lấy ra chỗ dựa của mình. Thanh danh của Triệu Hắc Long, mọi người đều biết. Tuy rằng tài lực của Thương hội Hắc Long có hơi không bằng tập đoàn Hướng Thị, nhưng thế lực khổng lồ, hơn nữa Triệu Hắc Long người này, hắc bạch ăn sạch, thủ đoạn quyết liệt hơn người, còn ngồi xổm ở nhà tù mấy năm, rất hung tàn. Cho dù là Hướng Đông Tình, cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý chủ động đi trêu chọc Thương hội Hắc Long. Hướng Vân cũng hét lớn, Hướng Đông Tình, cô đừng quên, tôi và cô là thân thích. Bây giờ cô vì một người ngoài, lại tự động giao đối với người thân của mình, cô cảm thấy người trong nhà sẽ đối xử với cô như thế nào? Bọn họ đối xử với tôi như thế nào, không phải cậu đã sớm biết sao? Máu lạnh, vô tình, độc ác, đê tiện. Tôi đã sớm muốn rút cậu, chẳng qua, là chính cậu tự đưa dao tới trong tay tôi. Cái này thì cậu không thể trách tôi được. Sắc mặt Hướng Đông Tình không chút thay đổi, phất tay, bảo bảo vệ trực tiếp mang Hướng Vân đi. Tề Đẳng Nhàn thấy vậy, trong miệng không khỏi chật chật tán thưởng. Anh tốt nhất nên cẩn thận cân nhắc làm thế nào ứng phó với Thương hội Hắc Long, tôi sẽ không vì anh mà trở mặt với Triệu Hắc Long. Hướng Đông Tình lạnh lùng nói với Tề Đẳng Nhàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.